Thì hôm nay chúng ta sẽ học giờ sắp xếp thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội thực hành trên R, tức là giờ bài tập. Tài liệu tham khảo chính của cái quyển của chúng ta là những cái quyển trên cùng, Hoàng Trọng, Chu Miễn, Ngộ Ngọc. Và slide đã được cung cấp ở trang e-learning. Chúng ta tranh thủ là chúng ta phải download về ngay, cho những có tình trạng các bạn học xong sau đó muốn thi nâng nhỉ, thì lúc đấy cái danh sách ấy nó không còn hiện ra nữa để mà tìm. Khi nó thi qua rồi hình như là nó tự động nó ngắt chúng ta ra khỏi đấy, thì là lúc đấy chúng ta không xem được nữa. Tốt hết là đào về, mặc dù nó vẫn nằm ở đấy nó không đi đâu cả nhưng mà mình không xem được nữa. Thế thì cái môn học của chúng ta thì chúng ta sẽ phải học các chương, là các phần là thu thập dữ liệu, tóm tắt trình bày dữ liệu bằng bảng đồ thị, tóm tắt dữ liệu bằng các bảng đại lượng thống kê mô tả, xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất, phối tham số mẫu, ước lượng, kiểm định, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số và kiểm định chi bình phương. Thì riêng cái kiểm định phi tham số này thì sẽ được học ở trong giờ lý thuyết. Thực ra giờ lý thuyết là học một tuần 5 buổi, 5 năm tiết thì cho nên nó quá rộng thời gian. Cho nên là giáo viên có thể cho chúng ta làm những cái bài tập lớn, rộng rãi thời gian, thoải mái luôn. Trước hết là chúng ta sẽ làm một cái quen với cái chương không, mình gọi là chương 1 nữa, là tổng quan về R và R Studio. Trước hết là về cái phần mềm R. R là một phần mềm phân tích thống kê đồ thị. Thực chất R như một ngôn ngữ máy đa năng có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu khác nhau, từ tính toán đơn giản cộng trừ nhân chia, tính toán ma trận, đến các phép tính toán hay là vẽ các đồ thị phức tạp. Ưu điểm của R là phần mềm thống kê miễn phí. Nó có một cái hệ thống trợ giúp được cài đặt khá đầy đủ và tiện lợi. Có khả năng vẽ đồ thị phong phú đa dạng và rất đẹp. Dễ dàng mở rộng các hàm hay các gói do người dùng tự viết nhằm phục vụ công việc nghiên cứu của các cá nhân hay là tổ chức của mình. Về nhược điểm thì nó có giao diện đồ họa khá hạn chế, dẫn tới cái việc rất khó khăn, rất lớn cho người học mới bắt đầu học. Các câu lệnh toàn bằng tiếng Anh chuyên ngành. Có ít hỗ trợ về mặt thương mại. Cách khắc phục. Khắc phục thì chúng ta khắc phục bằng cách là chúng ta học thuộc các từ khóa và biết cách tìm trợ giúp. Có bạn tìm cách trợ giúp bằng cách là gọi điện cho người thân và kết quả là bị cấm thi. Trợ giúp ở đây là chúng ta phải tìm ở trong ngay chính phần mềm chúng ta dùng trợ giúp, chúng gọi hỏi chấm để nó trợ giúp cho chúng ta. Ví dụ như cấu trúc lệnh nó như thế nào, bao gồm ở bên trong là gồm những cái gì, ví dụ ra sao. Một số bạn thì lại sử dụng sơ đồ tư duy. Sơ đồ tư duy thực ra là một cái cách viết tóm tắt, nó chứ cũng không là một cái gì đó cao siêu cả. Để vẽ được xong cái sơ đồ tư duy đấy thì người ta vẽ được bao nhiêu cái tóm tắt rồi. Cho nên là một số người thì quan điểm, một số người là sơ đồ tư duy nó rất là tốt. Đấy là anh có thời gian anh vẽ nó ra, anh ngẫm nghĩ, vẽ xong vẽ lại, vẽ được không, vẽ lại được hết thì cái đấy tốt quá. Tiếp nữa là thực hành các câu lệnh gắn với các bài cụ thể theo các chủ đề cụ thể đấy. Thì các môn khác thì thầy không biết nhưng môn của chúng ta là bắt buộc phải học ở trên máy tính, và khi thầy giáo thực hành lệnh là chúng ta ở dưới là chúng ta cũng đồng thời một là ghi và hai là chúng ta gõ cái lệnh luôn để nó chạy đấy. Thì có tình trạng hôm đó các bạn mà học đến tuần 3, tuần 4 mà vẫn chưa cài đặt phần mềm hay là mà thầy đã dặn trên cái thông báo của giảng viên là vào đó để kết nối riêng cái xác suất thống kê là phải cài phần mềm từ trước. Cài phần mềm từ trước. Học phần mềm gì khác không biết nhưng mà riêng cái phần này là anh phải thực hành. Anh thực hành là anh phải chạy lệnh. Bây giờ chúng ta học như học tin chúng ta biết rồi. Chỉ sai một cái dấu chấm phẩy thôi, máy không chạy. Cái code của anh đúng hết, chỉ sai một dấu chấm phẩy thôi, anh sẽ về 3 điểm. Anh thay dấu chấm phẩy đấy bằng cái dấu phẩy đấy bằng dấu chấm phẩy, máy chạy dầm dầm ra kết quả anh được 10. Nghĩa là mỗi một dấu có thể đi 7 điểm liền. Có thể đang là đỗ chuyển thành trượt như thường. Thế cho nên là khi quá trình nghe chúng ta phải hết sức để ý. Để ý cái câu chữ dấu chấm phẩy. Đấy, nó không như cái phần mềm khác, cái này là chúng ta phải gõ lệnh nó ra, gõ lệnh ra sai một dấu là học. Thứ nhất là tải về cài đặt thì từ giao diện đây có thể là có nhiều bạn cũng chủ quan chưa cài,
Không biết lớp mình đã cài hết chưa? Có một số lớp là không cài cơ. Thế là không ổn. Thứ nhất là trong lớp mình có rất nhiều bạn là TI, TM. TI như vậy thì là chúng ta phải cài trước từ Google này. Chúng ta gõ mỗi chữ R thôi. Cái từ Google chúng ta gõ mỗi một chữ R. Mở nhiều trang quá. Gõ mỗi chữ R. Xong là Enter. Ôi. Sao lại ra cái gì đi? Đây ạ. Thì chúng ta sẽ có cái trang nó ghi là r-project.org. Đấy, thì chúng ta tích vào đó. Nháy vào đó. Ta sẽ hiện vào đây. Như vậy ở đây là về dự án này là dành cho tính toán thống kê đúng không? Để chúng ta ấn vào cái dưới cái chữ download này. Giao diện nó gần nó khác. 4.1.1 đã thay đổi phiên bản khác so với cái lớp nhóm 1 rồi đấy. Nhóm 2 nó đã khác. Xong rồi là chúng ta ấn vào bất kỳ một trong cái link này thì theo bản năng là chúng ta cứ tìm cái trang nào có của Việt Nam, điều đó là đáng không nên bất kỳ một trang nào rồi. Ví dụ như chúng ta hệ điều hành Windows thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút Download R for Windows và chúng ta sẽ ấn vào nút Base. Thế còn đây trên cùng đây chúng ta nhấn vào thì cái trình duyệt của chúng ta nó sẽ đào về. Cái tốc độ để nó nhanh hay chậm là phụ thuộc vào máy mình mở ra nhiều hay ít. Nếu máy nóng quá thì nó cũng đào cũng lâu. Ở đây nó có 85,4 mê thôi. Sau khi đào về xong thì chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. Tiến hành cài đặt bình thường như các phần mềm khác. Tức là nháy đúp vào chúng ta cũng cài được. Để thầy xem cái phiên bản này, phiên bản cũ của thầy đã lệch nhau một. Đây, phiên bản của nhóm 1 là 4.1.0. Phiên bản của chúng ta đã là 4.1.1. Nháy vào đây. Nghe mà có thể tiện máy mình làm luôn đấy, nếu như em nào chưa cài. Bây giờ nó giờ nó lại có cái gì đi? Cái này thì giao diện mà lúc đầu nó có thể khác một chút, có thể là do chúng ta cái cài đặt rồi cái giao diện ở trên cái phần mềm Windows, cái hệ điều hành Windows nó có thể khác nhau một chút, nhưng mà về cơ bản khi nó hiện ra cái link đấy chúng ta cứ nó hiện ra cái giao diện này như này thì chúng ta nhấn vào cái nút Yes, cài đơn giản mặc dù trong cái trang của nhóm hội cự học sinh, cựu học sinh, sinh viên, cựu sinh viên thầy Nhâm Ngọc Toàn thầy đã gửi cho chúng ta cái link rồi, nhưng mà hôm nay học thì thầy giáo vẫn phải gửi, vẫn phải thị phạm trực tiếp cho chúng ta nhìn thấy. Đó, sau đó chúng ta nhấn nút OK, không cần phải chọn tiếng Việt là gì đâu. Xong là next, next tiếp. Nếu mà chúng ta là in 32 bit thì chúng ta sẽ để 32, 64 để 64. Không biết để cả hai cũng được nhưng nó phí. Thế thì thường là mặc định là chúng ta cài ở ổ D, ở ổ C, trừ trường hợp ổ D, ở ổ C của chúng ta dung lượng nó còn ít quá mà chúng ta đã không biết dồn đĩa thì chúng ta mới chuyển sang ổ D thôi, chứ còn bình thường để ổ C. Cứ mặc định này, chúng ta có thể tạo một cái shortcut để chúng ta tiện lợi như này, tích vào cái dấu create desktop shortcut thì là chúng ta nút next và chờ một chút nó bắt đầu cài đặt. Việc cài đặt này nhanh hay chậm là phụ thuộc vào cấu hình của máy và mình mở nhiều hay mở ít. Thế khi đăng ký học môn này thì chúng ta đã nghe người ta nói cái gì về môn này? Xin mời bạn
bạn 31 à 30104. Người ta nói gì về môn này? Em thầy ạ. Xin chào. Người ta nói gì về môn này? Em thầy là trước khi học môn này thì em cũng chưa nghe ai nói về môn này ạ. Thì em đăng ký học rồi ạ. Thế tốt rồi, nếu người ta không nói gì em chưa nghe ai nói thì đó là điều tốt. Thế khi mà Vâng ạ. thầy giáo gọi, nếu mà gọi thầy giáo gọi mỗi mã sinh viên thì chúng ta sẽ thưa có, sau đó chúng ta đọc họ tên để sau này mà cần nhận dạng về giọng nói thì chúng ta lấy đó làm căn cứ. Đó. Em tên là gì nhỉ? Dạ vâng ạ. Dạ em tên là Nguyễn Thành Tôn ạ. Vâng, cảm ơn. 31170. Ba một một bảy không Có. tên Đã có. Trần Thị Thùy Dương ạ. 31850. Có Hồ Thanh. 32357. 3456. Và 34056. Và 34436. Và cứ thủ xen kẽ, không để cho thời gian nó bị chết thì là thầy giáo sẽ điểm danh xen kẽ, không điểm danh một mạch. Rồi, như vậy là cái đầu tiên là chúng ta đã quan sát thầy giáo thị phạm từ cái việc là tìm kiếm rồi đến link của trang chủ rồi download như thế nào, chúng ta làm đúng như thế chúng ta về cài. Thế cái nếu như mà Mac thì cài nó khó hơn một chút. Thầy không có máy Mac cho nên là thầy không nói to. Thầy ở đây thị phạm trên phần mềm phổ biến là ở trên là trên Windows. Và sau này nếu mà chúng ta học quay trở lại thì học ở trên phòng máy thì chúng ta cũng là sử dụng để trên hệ điều hành Windows thôi. Rồi sau khi cài đặt xong thì chúng ta đã thành cài đặt rồi đúng không? Thế thì tiếp nữa là cái đối tượng trong R thì có thể là do bản thân người dùng tạo ra. Ví dụ chúng ta có thể mở R ra. Đâu rồi, R vừa mới đây xong nó lại nằm đâu mất. Đây. 4.1 này, mới đây. Đấy, thì giao diện của cái R này nó rất là hạn chế. Chốc nữa học ở trên R Studio xong nhưng bây giờ trước hết cũng phải giới thiệu cái nguyên gốc của nó. Đấy. Thì chúng ta có thể cho nó to lên bằng cách là nhấn vào cái menu edit xong là gai này dưới cùng này, tăng cái này lên. Thế em không thể trên laptop của em. Của em tại vì em vừa lại không tích cái dấu, không tích cái dấu desktop Đúng rồi, thì đúng rồi. Ở trong một C đúng không? thì em có thể gõ ở rìa này nó ra này, này này gõ vào chỗ này này, Đây em thấy rồi. đấy, gõ cái chữ R. Của thầy thì nó cài sẵn R Studio rồi cho nên là nó không hiện R mà nó chỉ hiện R Studio, nhưng của em chưa cài thì em gõ mỗi chữ R nó sẽ ra. Đấy thì là chúng ta có thể cho cỡ nó lên cỡ 14 để cho cỡ nó to. Thầy cũng không dám cho to quá thì nó lại nhìn nó vất vả. Đấy, tức là vào cái menu edit đi. Vào menu guide này. Có thể cho 14, 16, 18 thì ví dụ thầy cho 18 chẳng hạn. Cho nó to các bạn quan sát. Đấy, giao diện của nó rất là hạn chế đây, đúng không? Đây. Nó hiện dòng trên cùng là phiên bản các thứ này. Đấy, được chưa? Rồi, thế. Thế bây giờ thì đang nói về chuyện đối tượng của R thì thứ nhất là do người dùng tạo ra. Người dùng tạo ra thì chúng ta có thể gõ ví dụ môn một bằng, nó có hai cái cách nhập, hoặc là ghi là dấu bằng hoặc là ghi cái dấu tiếp theo như này. Thì môn này thì nó là bằng chữ đúng không? Khi bằng chữ thì bao giờ nó cũng trong nháy kép, ví dụ như là môn toán này ạ. Môn 2 chẳng hạn như là môn tiếng Anh chẳng hạn. Đấy, thế bây giờ chúng ta muốn kiểm tra xem lại xem là môn 1 nó như thế nào thì gõ môn 1 enter. Nó hiện là chữ toán. Vì vừa nãy chúng ta để cái khoảng trống nha, cách ra thì nó cũng cách đúng như thế. Sang môn 2. Đấy, tiếng Anh. Được chưa? Đấy, đấy là ví dụ về cái đoạn là đối tượng do người dùng tạo ra. Thế trong quá trình mà làm này thì chúng ta có thể xảy ra tình huống
chúng ta muốn xóa cái biến này đi thì chúng ta sẽ gõ rm. RM, ví dụ chúng ta muốn xóa 11 chẳng hạn. Chúng ta gõ là RM 11 enter một cái. Bây giờ gõ chữ 11 nó không ra nữa đâu. Nó báo lỗi, không tìm thấy. Tại vì anh đã xóa đi rồi còn đâu mà tìm. Nhớ đấy, nhớ cái lệnh RM chính là lệnh xóa đi. Bởi trong quá trình có thể chúng ta chốc lại chúng ta lại là 11, chốc lại cho 11 nó trùng với nhau, à, nó lung tung, cuối cùng mình không biết cái nào là cái mà ta đang cần tính. Thì ta phải xóa đi, xóa bớt đi. Đấy là một cái lệnh RM. À, vậy chúng ta quá trình học này chúng ta sẽ làm bài kiểm tra khoảng tuần 3 là chúng ta sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm. À, cho nên là các quá trình các lệnh này chúng ta phải ghi chép cẩn thận. À, để lúc người ta hỏi có khi người ta chỉ hỏi là cái lệnh sau có tác dụng gì. Lệnh sau tác dụng gì, tính trung bình chứ, ví dụ trung bình, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn gì đó, thế vậy anh không biết thì là anh không làm được. Không biết là không làm. Nó khác với thi tự luận. Tự luận thì là chúng ta sẽ thi trên cái tờ A4. À, A3, 4 trang A4. Đấy, xong là chúng ta gõ lệnh, xong là chúng ta viết vào trong vở và ghi kết quả. À, ghi cái tờ đấy xong ghi kết quả vào nó vào bài. Nhưng còn thi trắc nghiệm thì nó lại khác. Trắc nghiệm người ta cho cái đề trên xong là chọn các phương án. Rồi như vậy thầy giáo đang nói ở đây là cái đối tượng thứ nhất là do người dùng tạo ra. À, đối tượng thứ hai là do người khác tạo ra. Thì chúng ta sẽ được học kỹ ở phần sau. Phần sau nó là trong ngày hôm nay là phải biết. Bạn nào nghỉ buổi đầu tiên thì hôm sau là cứ ù càng cạc luôn. Vì đa phần là chúng ta lấy dữ liệu chúng ta về chúng ta thực hành. Thế mà bây giờ ta lấy về rồi mà ta không biết lôi nó ra thế nào thì là anh không làm gì được. Lệnh thì học thuộc rồi nhưng mà không lấy ra được, cứ ngồi đấy mà khóc. Đã có năm có bạn vào bài thi, giáo viên người ta gửi cho cái tất cả các thí sinh là một cái folder, trong đấy có tất cả các dữ liệu để thực hành, để chạy kiểm tra. Anh này không lấy ra được, anh ấy không biết, nhưng là lại còn hỏi là em không lấy được dữ liệu. Nên là giáo viên ra đề lên kiểm tra xem là em biết biết là cậu này không lấy được dữ liệu mà nói với cậu biết là đây là em, như vậy là em không, cái lệnh lấy dữ liệu em không thuộc. Mà giải đáp thắc mắc xong thì 3 phút sau ra ngoài cửa thì thí sinh cũng ra ngoài luôn, nghĩa là anh ấy phải chịu nộp bài trắng, nộp bài trắng vì cái lệnh cơ bản anh không học, lấy dữ liệu ra anh không học. Thì kể cả các lệnh anh kỹ anh học thuộc hết trừ cái lệnh lấy dữ liệu, anh không lấy được ra thì anh làm gì, đúng không? Bây giờ giao cho anh đấy, bạn ngồi đấy, à, vẽ đi, bây giờ không có bút thì vẽ thế nào, thế để anh không lấy được dữ liệu thì anh làm sao thực hành được. Đó là như thế. À, trợ giúp trong R thì chúng ta có thể dựa trên các dòng lệnh hoặc là từ các thanh menu. À, ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng hỏi chấm sau đó tên hàm, hoặc là cái lệnh apropos như này, tức là khi mà chúng ta lấy nhớ không chính xác cái lệnh thì chúng ta sẽ dùng cái này, hoặc là chúng ta dùng cái menu help này, xong rồi chúng ta dùng ở đây. Để thầy giáo sẽ nói cái này, nhưng chốc nữa thì chúng ta không dùng thế. Bây giờ đang nói là R chưa cái kia. Để ví dụ như là từ đây ta nhớ chính xác là cái chữ min m e a n thì chúng ta sẽ gõ enter. Rồi, nó sẽ hiện ra cho chúng ta ở chỗ này. Đấy. Cái min ở gói base này, mô tả này, vân vân này, dưới cùng là ví dụ này. Đúng không? Thấy chưa? Đấy. Thì đấy đấy chính là cái người bạn theo chúng ta suốt về sau này, tức là ta phải biết tìm cái cách để xem cấu trúc lệnh của nó như thế nào. Đây lệnh của nó đây, ví dụ dưới cùng. Thế hoặc là chúng ta gõ cái tên của cái này và gõ tên hàm, nhưng mà đấy là trường hợp chúng ta nhớ không hết. Và nếu mà vẫn không nhớ nữa thì chúng ta sẽ dùng cái menu help này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn đây, đúng không? Chúng ta gõ tên nó vào, ví dụ chúng ta gõ đúng vẫn chữ min giống như vừa nãy nhá, nhưng mà nó sẽ ra một loạt, thấy không? Nó ra nhiều nhá. À, con min tức là tính trung bình của dòng, row min là trung bình, à con min là trung bình của cột, row min là trung bình của dòng, vân 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 vân. Đấy, thế nó nhiều lệnh em ạ, trung bình có trọng số vân vân. Đấy, đấy là cái trên R thì như thế.
Thế thì tương tự như thế thì các em có thể tìm một loạt trợ giúp của các hàm này. Cách là cứ gõ hỏi chấm xong rồi tên hàm thôi nhé. Tiếp nữa là chúng ta sẽ thiết lập thông số trong R. Thì đầu tiên ấy là chúng ta cho chữ nó to lên. Thì thông thường là mới mở ra chúng ta thấy chữ nó rất là nhỏ bé đúng không? Chúng ta cũng nản thì giao diện để chữ viết tí thấy chát. Chúng ta chọn lại cái gỡ chữ vừa nãy giáo hướng dẫn rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ kiểm tra cái thư mục hiện thời nó đang ở thư mục nào. Thì chúng ta sẽ gõ get wkd. Get wkd. Đóng mở ngoặc enter. À, như vậy là chúng ta sẽ nằm ở trong thư mục như thế này. Đấy là thư mục mặc định của nó ở đây. Đúng chưa? Ở đây thì nó ví dụ như thế. Đây là thư mục làm việc. Thế thì tiếp nữa là muốn đặt lại thư mục làm việc thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh set wkd. Thì ở đây nó ghép của một loạt cái từ nào từ set thì cứ như là set rồi. Working directory tức là cái thư mục làm việc. Đặt lại thư mục làm việc thì chúng ta sẽ có cái đường ổ đĩa đường dẫn như này. Chẳng hạn như bình thường giao diện của chúng ta là thế này, nhưng chúng ta gõ vào trong R thì chúng ta lại phải như này. Nó lại chéo chéo như chéo ngược lại. Trong trong nháy kép kép hẳn đơn đơn hẳn. Hay là chúng ta muốn đặt lại một cái dấu nhắc. Trước kia thì cái dấu nhắc của nó là cái dấu như của dấu lớn hơn này. Bây giờ chúng ta muốn tất cả mọi người được gặp bình an thì chúng ta có thể gõ cái lệnh như sau. Chúc mọi người bình an đấy. Ta có thể gõ như này. Enter một phát, thế là từ đây trở đây là cứ xuất hiện chữ bình an. Thì bây giờ một bạn khi mình muốn lặp lại cái lệnh ở trên thì có thể dùng cái mũi tên back up và back down để di chuyển lên xuống. Đấy, chúng ta nhìn thấy chúng ta di chuyển lại những cái lệnh mà chúng ta đã gõ ở trên thì nó có. Được chưa? Nhiều lệnh gõ từ trước. Đây là cái lệnh thầy giáo gõ từ sáng. Nó hiện ra. Đấy. Mà mình làm bên trên R Studio mà bên này nó cứ hiện ra, vẫn hiện ra. Thế thì chúng ta sao? Bây giờ cái bạn ấy muốn đặt là không, bạn ấy đặt là không đặt là cái lệnh trên mà lại đặt là bình yêu an chẳng hạn. Khổ thế chứ con người đi học môn xác suất thống kê mà vẫn còn nhấn cái này vào. Đấy, thành thì cái dòng này cứ là nhấn mỗi lần là enter là bình yêu an, bình yêu an. Đi học xác suất thống kê mà cứ nhắc tên người yêu là không học đâu. Chết giả. Đấy, thế là chúng ta đặt cái dấu nhắc hay là chúng ta đặt lại độ rộng của cửa sổ. Rồi đặt lại cái số thập phân sau dấu phẩy. Thì trước kia chúng ta ra kết quả thì nó dài dằng dặc mà bây giờ chúng ta muốn đặt là nó có 4 chữ thập phân sau dấu phẩy thì là kết quả bao giờ nó cũng ra đúng 4 chữ thập phân sau dấu phẩy. Rồi tiếp theo là chúng ta cài đặt gói mới. Cài đặt gói mới thì chúng ta có thể dùng cái lệnh như trên bảng. Như này, để chốc là thầy giáo hướng dẫn trong R Studio thì nó dễ nhớ hơn. Như này gõ được hơi mệt lắm, tại vì chúng ta phải thuộc từng từ một. Thuộc từng từ một, nếu em không thuộc hết thì em gõ chỉ nhầm một chữ thôi thì nó sẽ không, nó không chạy, nó báo lỗi. Nó dẫn tới cái tâm lý hoảng loạn. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần R Studio. Cái R thì nó giống như là cái bản lõi, còn cái R Studio thì nó giống như là cái vỏ bên ngoài để cho chúng ta cái việc kỹ thuật giao diện cho nó đẹp hơn một chút. Thế sau khi cài xong R thì chúng ta tìm R Studio bằng cách nào? Thì chúng ta lại tìm giống như ở trên vào Google và chúng ta kín đáo tế nhị chúng ta gõ cái chữ R Studio. R Studio. R Studio. Chỉ gõ thêm cái chữ download. Thế thì nó ngay ở trên cùng đây. Đúng không? Rồi. Để chúng ta khi nó mở ra đây thì nó có sản phẩm có chữ download, mình có thể nhấn vào nút download.
chậm quá, giao diện chạy lâu quá. Rồi. Chúng ta sẽ vào cái chỗ R Studio Desktop thôi, chứ không phải đóng tiền đây chết. Với cái mức học tập hiện tại thì chúng ta không cần thiết. À, chúng ta nhấn vào cái nút download ở đây. À, như vậy nếu như hệ điều hành của bạn là Win 10 thì bạn tích vào đây. À, thế trong trường hợp mà không phải Win 10 thì chúng ta sẽ phải phiên bản tìm phiên bản cũ hơn ở phía dưới. Phiên bản cũ hơn ở phía dưới. Đây nó là Win 10 nó như thế nhỉ. Cái này là nó không biết ngày nào. Đây là chúng ta tích vào đây để nó đào về. Đây thì nó đang nói ví dụ Win 10 nha, thì còn bạn nào sử dụng Win 7 thì sẽ phải sử dụng cái phiên bản cũ. Thì chúng ta sẽ gõ cái chữ ở đây, đây rồi. Phiên bản cũ hơn, đấy không? Phiên bản cũ hơn của Air Studio. Nếu mà bạn có cái hệ điều hành 32 bit thì bạn sẽ nhấn vào đây để tìm kiếm phiên bản. Có một số kịch bản là như bạn Win 7 cài mãi không được là vì cái tội như này đấy. Không cài được. Đây ạ. Đấy, thì nó có những cái phiên bản bé hơn. À, đây là phiên bản 1.3.1093. Còn bé bé hơn nữa ở phía dưới. Đấy. Nếu như chúng ta cứ hạ cấp dần dần mà nếu vẫn không cài được thì chúng ta hạ cấp tiếp xuống dưới nhé. Đấy là trong trường hợp kịch bản là Win cũ thôi, bản Win cũ. Còn Win mới thì không vấn đề này nhé. Win mới thì Win mới Win 7 à, Win 10 thì thoải mái. Win 10 phiên bản mới nhất cài thoải mái. Trong tình huống mà chúng ta vẫn không cài được thì chúng ta có thể nhắn cho thầy thầy giáo trợ giúp, nhưng bắt buộc phải cài trên máy mình để chạy, không thể là nhìn máy người mãi được. À, bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra. Có máy còn không cài được. Nói chung là thầy bây giờ cái giao diện ngày trước thầy toàn dùng từ đầu tiên là cái đời Win hệ lâu đầu tiên là hệ MS DOS, giao diện buồn cười, xong rồi đến hệ XP, xong rồi đến Win 7, Win 8 thì không thể chẳng không thể dùng. Nhưng bây giờ là Win 10 thì giao diện nó khác nhiều, nó càng ngày nó càng thân thiện với người dùng hơn. Thân thiện quá thì đến lúc mình tìm kiếm thì nó lại mệt. Đấy, thì bây giờ chúng ta cũng nhấn vào cái nút Next rồi cài đặt tiếp đi các em, tranh thủ đào về xong cài để giao điểm danh tiếp một số bạn. Nhấn đây. Đấy, tiếp tục cài 34775. Có, đó là anh ạ. 34906. Có, miễn thế nào? À, 34999. Có, như thế anh. Và 35035. Ba năm không ba năm Nguyễn Hải Quân vắng. 35077 Có, chú Tiến ạ. và 35078 Có, đợi chưa? và hô bạn này học cả môn đấy. 35164 Quá, đỡ quá anh. và 35172. Có, thế nào đấy? 35200. Có, trên phạm 5 cái ạ. Và 35252. Có, với quốc thầy ạ. Ô thế ngày tháng năm sinh của em là mùng 2 tháng 9 thật đấy. À, không, mùng 3. À mùng 3. 35283. Có đầu thứ ạ. Và 35382. Có Nguyễn Tuấn Trường. 355750. Có đốt Ngọc Phương ạ. 35767.
36222. Ở Việt Nam ạ. Và 36681. Có Nguyễn Thị Huyền Trang ạ. 37023. Có Đỗ Đức Đình Tính. Tiến ạ. Và 37033. Ba bảy không ba ba. Sau đó đến đây thì chúng ta sẽ nhấn vào cái nút finish. Thế là chúng ta xong, cài xong cả hai cái rồi. 37033 Nguyễn Thành Vinh vắng. 37144. Có thì ta Và 37151. có Nguyễn Đức Minh ạ. 37154. Có Ngô Việt Nam. 37315. Có Lê Thị Bích ạ. 38575. Có được con ạ. Và 38586. Có Nguyễn Thị Quỳnh ạ. 38871. Có vô cho Bình Minh ạ. Nghe 39604. À 640. Có tôi là Và 39678. có thầy ơi Và Nguyễn Học Cương ạ. Học 39776. Hình như cái trường hợp của bạn Cương này là hôm nọ thầy ép vào lớp mãi mới ép được. Các bạn thì ép một phát được cả lớp, mình tự nhiên nó lại trơ ra không thấy, xong lại ép vào. thì Ba lên chín em kiểm tra là gì ạ? bảy bảy sáu 39776 có 39776 Nguyễn Thùy Linh nhà vắng này. 39923. Dạ có, em đưa chị Văn ạ. Và 40590. Có ông giám phòng ạ. Và 40877. Có Nguyễn Tuấn Anh ạ. Và 40913. 40913 Nguyễn Việt Hồng vắng. Như vậy là hôm nay bạn nào vừa gọi ấy nhỉ, bạn nào vừa Thầy vắng ơi, thầy ơi, thầy cho em điểm danh lại ạ. tên I35035 đấy, đấy, I35035 rồi không sao đâu, cái này nó trục trặc thì mình điểm danh bình thường, cái gì đó, cái mạng thì đôi khi bên nhà thầy nó có thể chậm, bên em nó có thể chậm, hai bên chậm mà gặp nhau là chết rồi. Còn ai nữa không? Nguyễn Thành Vinh có chưa? Nguyễn Thùy Linh có chưa? Nguyễn Việt Hồng có chưa? Chưa có. Như vậy là hôm nay là vắng ba bạn. Thường là các lớp học của thầy rất là đầy đủ, kể cả lý thuyết lẫn bài tập. Đấy là một tín hiệu đáng mừng, thì trước hết là chúng ta phải chăm chỉ học hành. Bây giờ anh không học để anh muốn được điểm cao là chuyện đấy không có, muốn qua không có, đúng không? Chăm chỉ học hành vất vả, kết quả ngọt ngào. Thầy giáo mới yêu cầu khắt khe một tí đã kêu trả hiệu, tạo điều kiện cho cái gì? Tạo điều kiện cho em, thế bên lúc kiến thức của em không có cái gì thì đến lúc ra ngoài xã hội em làm thế nào? Lúc đấy là bươn chải, là vất vả rồi nhá. Như vậy thầy giáo đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách cài, thì bây giờ bắt đầu từ đây trở đi là chúng ta sẽ làm quen làm với R Studio chứ không làm với R nữa. R Studio nó giống như cái vỏ đây, chúng ta mở R Studio lên. Thế em thấy là cái là sao luôn ạ? Nãy em đang ngồi cái là không thể xem cái gì nữa. Cái gì cơ? Thế xem cái link tại cái là sao luôn ạ? Em có thể tìm tự tìm được mà. Này nha. Em Nãy lên em Google. đang cái là kia. À, thôi không sao. Em vào Google. Xong em gõ R Studio. Trên công cái này. Download the Studio ID. Đấy, thì nó sẽ ra cái này. Thế nếu như mà win của em là win 10 thì em down nó ngay đây, cái chỗ dưới chữ free ấy. Tích vào đây là xong. Được chưa? Thế còn win 7 thì các em phải tìm vào phiên bản cũ hơn vào đây. Ở đây cái kịch bản này đã xảy ra với một số máy cũ rồi, thầy giáo phải trợ giúp bằng cách là phải xem quả điều khiển máy tính để kiểm tra. Có nhiều bạn phải cài phần mềm
không cài được thì thầy giáo trợ giúp, không sao cả, cái chuyện đấy là bình thường cả, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ. Ở nước ngoài thầy cũng thế mà, thầy cài đặt hộ phần mềm Sao từ lát ra đi kia này. đấy đấy ở đấy đây này, nó đây này, Vâng. dễ mà, mạnh dạn lên đừng sợ, các em hoàn toàn độc lập tự làm được. Vì sao chúng ta phải tự làm tự cài? Vì khi chúng ta tự cài lấy chúng ta làm, chúng ta chả sợ gì cả, nếu có trục trặc gì thì gỡ đi cài lại. Thế còn nếu như chúng ta nhờ người khác làm, đúng không, nhờ người khác làm thì lại cứ đọc, ơi thầy ơi cài em ấy, thầy cài em ấy thì không được. Mình cài chẳng may trục trặc mình gỡ đi cài lại, hoặc phiên bản mới mình gỡ đi cài lại, không sao cả. Rồi nha, bắt đầu bây giờ là giao diện này là studio này. Đây. Thầy cho em hỏi là cái RAW trước chứ không nghĩ dùng RAW Studio cũng thầy. Đúng rồi, theo thứ tự thầy đã nói trình tự là chúng ta phải cài R trước, sau đó mới cài R Studio. Đó là nó giống như là cái ruột thì anh phải có cái ruột trước, sau đó anh mới bọc cái vỏ vào. Rồi, ở trước mặt chúng ta ở đây là giao diện của R Studio. Đấy, mọi hôm nó chạy nhanh dầm dầm mà dần dần máy nó cũng chạy nó thành chậm. Mới lại khi các em cứ căng mắt này, các em mà nhìn vào đấy thì nó cũng làm cho tốc độ nó chậm hơn. Thế thì bình thường ấy thì nó có bốn cái cửa sổ. Nó có bốn cái cửa sổ. Một cái cửa sổ dưới cùng ở bên trái này thì đấy là cái cửa sổ chúng ta gõ lệnh. Ví dụ chúng ta gõ 2 cộng với 3, Enter một cái thì nó ra 5, đúng chưa? Thế còn cái bên phải này thì nó có nhiều tính năng, trong đó gồm tính năng là file, tức là hiển thị cái thư mục làm việc, nó có những cái file nào ở thư mục làm việc. Kéo xuống xuống. Đấy. Rồi, thế. Xong rồi plot, tức là khi chúng ta vẽ hình thì nó sẽ hiện lên đây. Rồi pick kit là cái gói chúng ta đã cài đặt hoặc là chúng ta chuẩn bị cài đặt. Rồi help là trợ giúp khi chúng ta hỏi lệnh. Rồi viewer, cái này mình chưa dùng bao giờ cả. Thế xong rồi ở phía trên. Và ở phía trên nữa. Ở phía trên này nữa thì nó hiện ra. À, ví dụ như mà chúng ta import dataset thì nó sẽ hiện ở trên này. Cái đấy mình sẽ học xong. Rồi, thế tiếp tục là cái ô ở bên ngoài cùng bên trái. Ở trên cùng bên trái thì ở đây nó có nó là các a script. Tức là khi mà chúng ta gõ các lệnh ở trên này thì chúng ta có thể lưu lại nó thay cho cái quyển ghi chép, em hình dung như thế nào? Đấy, thì như này nhé, ví dụ thầy nhập khách hàng bằng như này, thầy là chạy ấn vào nút run thì là ở dưới nó bắt đầu chạy. Mỗi một lần này là một một cái. Tiếp này. Thầy đang lấy ví dụ. Đấy, hình vẽ bên phải nhìn thấy chưa? Đấy, thế là sau khi Thế đó em thì không cửa sổ đấy, em để có cửa sổ console thế ạ. thế thì chúng Mở cái cửa ta sổ ở trên cùng vâng. luôn ạ. Cái thiếu này thì nó có thể là như này, em có thể kéo cái này xuống. Không có, cái đấy là trên cùng. Cũng không có, thế thì phải là vào cái chỗ view. Để chúng ta xem À cái em thấy, thấy. panel. Thấy chưa? À, nó hiện lên cái chữ là show on panel này. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được. Cứ mạnh dạn này không sợ, cùng lắm là gỡ đi cài lại. Khi mà trong trường hợp mình mình mà làm mà nó thiếu cái gì đấy thì gỡ đi cài lại, không sao cả. Thoải mái nhá. Rồi, đây đang nói chuyện đến đây. Đấy, thì như vậy cái này thì sau khi mà chúng ta gõ lệnh lên chúng ta có thể lưu lại để chúng ta dùng lần sau. Ví dụ hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 ạ, thì chúng ta sẽ lưu ở đây là file ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021. Ngày tuần sau là ngày 16 tháng 9 chúng ta lại bắt đầu lưu một cái nữa. À, thì chúng ta lưu đi lưu lại cái những cái lệnh chúng ta đã làm để sau này chúng ta rút gọn, chứ không bây giờ lưu ở dưới cùng này thì nó là vừa cả lệnh vừa cả kết quả thì nó rất là dài. Mà ở trên này chỉ lưu cái lệnh thôi. Thế khi mà chúng ta có cái dấu dấu thăng ở đứng đầu thì có nghĩa là cái dòng đấy nó sẽ không thực hiện lệnh mà như kiểu dòng chú thích. Như kiểu dòng chú thích. Được chưa? Bây giờ thì thầy giáo sẽ hướng dẫn chúng ta cái thao tác thứ nhất, đó là cài đặt thêm gói mới. Thì các em nhìn ở bên phải phía dưới chúng ta sẽ thấy cái menu nó có cái chữ file này, plot này, package này. Đây là thầy giáo hướng dẫn cài nhá. Thì sau đó chúng ta nhấn vào cái nút install. Nó sẽ hiện ra chỗ này. Thì ở cái chỗ này nó có hai cái lựa chọn. Một là cài đặt online và thứ hai là offline. Offline là thế nào? Là chúng ta chẳng hạn như chúng ta cài cùng một cái cho những cho nhiều máy khác nhau nhỉ, đúng không? Mình đào sẵn này rồi thì mình có thể package chip này, file này. Đấy, thì nó sẽ hiện ra chúng ta một cái này để chúng ta đến chúng ta chọn xem cái nó nằm ở chỗ nào để chúng ta chọn. Nằm ở chỗ nào chúng ta chọn. Đấy. Ví dụ như là của thầy trước đã đào về ở đâu mất rồi. Thôi không dùng nữa. Cái này thì là chúng ta phải đào sẵn một file về cơ.
Thế còn không thì chúng ta sẽ chọn lên trên này, là cài trực tiếp nhé, cài online nhé. Ví dụ như chúng ta muốn cài gói BSDA, BSDA các em cài luôn đấy nhá, thực hiện cài luôn để tập luôn đấy. Đây là cái cách cài dễ nhất. Xong là chúng ta để nguyên cái dấu tích install dependent, tức là cài đặt cả cái gói phụ thuộc. Dependent là phụ thuộc, cài đặt thêm cả những gói phụ thuộc. Xong là nhấn vào install. Chờ tí. Máy nó bắt đầu chạy. Đấy, chạy này. Đấy, nó màu đỏ đỏ đừng sợ, cái đó nó đang chạy. Nó có cảnh báo cái nó. Chạy luôn nhá, máy mình cài rồi là chạy luôn đấy nhá, để cho nó quen đây. Bởi vì sau này câu hỏi trắc nghiệm người ta hỏi là cái lệnh cài của nó là cái gì? Không biết là chết. Nó chưa cài xong đâu. Chậm đấy. Đấy, 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 nó chạy xong nó giãn nén ra ở trong cái thư mục. Khi mà như thế này đã xong chưa? Chưa xong đúng không? Chào tí lâu. Sau này nó cài lâu rồi. Bây giờ nó cài nhiều thế thì tại vì nó giống như hôm nay là cài lại, em hiểu chưa? Tại vì sao nó giống như cài lại, tại vì như thầy giáo vừa làm cho chúng ta xem đúng không, có phải thầy giáo cài lại từ đầu đúng không? Thì cái lần đầu tiên cài bao giờ nó lâu, nó có nhiều gói phụ thuộc, nó thiếu. Ví dụ gì này, yếu này. Mình có làm gì đâu mà nó cài nhiều thế nhỉ? Tao thường hiện ra cái dòng mà tự download short exit Arin thì mới đúng không ạ? À, không, cứ cứ chạy đi, chốc nó xong rồi nó xuất hiện là cái dấu dấu nhắc nữa thì lúc đấy mới xong. Đấy, bây giờ là xong rồi đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã cài xong cái gói BSDA được chưa nào? Gói này là bắt buộc nhá, sau là sau phải dùng đến đấy. Tiếp tục này. Tiếp tục chúng ta có thể cài Em thêm. thấy Ơi. máy của em nó không in star được cái đấy. Thế có thể là ẩn nó chỗ nào đấy, không sao, nó vẫn cài được. Sau đó là mình tiếp tục này. Nhấn vào nút install tiếp này. Các em cài thêm cho thầy một gói nữa là QCC. QCC. Được chưa? QCC này. Install này. Đây là những gói cơ bản mà chúng ta sẽ dùng đến. QCC nó cài nhanh hơn. Máy. Xong. Tiếp tục Thế quay. em biết lỡ lỡ viết cáp lóc thì có bị sao không? À, caps lock thì không được đâu em. Tại vì nó là chữ thường chữ hoa là không được, nó không chạy. Phải đúng. À, thầy cài lại Nó chữ phân chữ biệt chữ lóc. thường chữ hoa. Ừ. À, tiếp tục là cái gói pro. Pro. Đây là gói thứ ba nhé. Thế thầy gửi lên trên em xem lại vậy ạ. Làm mạnh dạn Ừ, lên gói nhé. thứ hai là Gói thứ hai là gói QCC. BCC. Gói một là thầy, gói một Gói là thầy một cho là em BSDA viết in hoa. BSDA. Rồi cứ mạnh dạn lên đừng ngại gì cả. Thoải mái đấy. Parop nha, gói thứ ba nha, Parop nha. Sau này còn cài thêm cái đấy là tùy, cứ theo dùng cái gói gì thì chúng ta cài.
các thầy cô ở bộ môn Em toán. nhớ Ừ? ta nhầm gói QCC viết hoa thì có ảnh hưởng không thầy? Nó báo Hay lỗi là hay chỉnh là sửa thôi? gì? Có báo lỗi gì không? Nó vẫn cài được, Nó nó vẫn vẫn cài cài được, cả không gói vấn đề đấy luôn. gì, không vấn đề gì. Vâng. Em thầy. Ừ. Sợ nó treo máy chứ còn nó vẫn. Ai? Em có thấy cái bảng thực hành kia làm cái nào hiện ra này? Bảng nào ạ? Đây, cái bảng thực hành của thầy R. Ở bên trái đấy á. Đây Vâng, á. đúng rồi. Đây là các lệnh thầy giáo gõ từ trước mà. Đây là lệnh thầy gõ của lớp Thì khác. có Đây là cái không lệnh. không ý em là tại em thấy lạ khi em tải về không có bảng lại nữa. À không, cái bảng đấy là do thầy giáo dạy lớp khác, thầy giáo gõ trước. Cái bảng này do mình gõ mà. Thế thầy mới bảo là mỗi một hôm mình học cái gì mình gõ vào trên đấy xong rồi mình chạy thì nó dễ ra. Thì mình mới lưu lại nó mới tốt hơn là chúng ta chép ra giấy nháp. Chép ra vở. Không, ở bên phải thanh console là có cái hình ô vuông ấy, ông kích vào đấy thì nó sẽ hiện lên cái thanh đấy. Cái nào? Vừa nãy em mở cái thanh này lên là ở phần console nhá, À mở đây thì nó chui cái đi này mất đi à? đấy, đúng rồi, ấn này Đấy, đại để ấn đây. được. Em mở thêm một cái Để ấn xuống. Đại để cứ làm đi, mạnh dạn lên, tìm hỏi là tìm hiểu dần dần. Ra. Không là gì. Rồi nhá, như vậy là cài đặt gói chúng ta đã được học xong. Bây giờ thì nó rất là dễ, bởi vì sao? Nó dễ thì chúng ta chỉ cần gõ một tí nó đã mớm, nó mớm chữ chế độ tự động. Ví dụ thầy mình gõ chữ min nhé, M E A này. Ủa, cái này chưa được tại vì có nhiều cái trùng nhau. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó hiện ra một loạt. Cái này nó hay hơn ở cái phần mềm R ban đầu là nó có chế độ tự động gõ chữ M E A một cái nó đã hiện ra một loạt này. Đây, ví dụ đến đây chẳng hạn, chúng ta tích vào là xong. Đấy, rất là dễ. Rồi, như vậy là chương 1 là chúng ta hoàn thành. Chương 1 là giới thiệu và cài đặt. Bây giờ chúng ta sẽ sang chương 2. À, chương 2 của chúng ta là tạo và biên tập dữ liệu. Em phải chú ý ghi chép cẩn thận. Vì là những cái lệnh này là sẽ làm trong bài kiểm tra số 1. Là người ta kiểm tra xem lệnh này có tác dụng là gì hoặc là vân vân. Thế mà chúng ta không để ý là chúng ta sẽ không làm được. Thế các phép toán hàm thì nó cũng tương tự như là ở trên máy tính bình thường thôi, cộng trừ nhân chia y hệt. À, ví dụ chúng ta muốn lấy 2 mũ 3, chúng ta sẽ gõ thế này, xong là ấn nút run. Đấy, 2 mũ 3 hay là 3 nhân với 5 chẳng hạn, là 3 sau 5, kết quả sẽ ra 15 đúng không? Vân vân, những cái phép toán này nó tương tự như ở các phần mềm khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhập dữ liệu dưới dạng vector. Rồi, xin mời các em nhập. Cái này đặt tên là viết tắt của chữ số lỗi. Số lỗi đánh máy mà, số lỗi đánh máy. Thì về mặt nguyên tắc ấy, là khi chúng ta cái gán cái lệnh, cái hàm, cái tên biến thì chúng ta đặt ở bên trái. Còn cái hàm ở bên phải. Như thế này có nghĩa là chúng ta gán cái biến số lỗi nó bằng cái này. Thế có một số tài liệu thì nó bắt nó phải viết cái dấu này và tác dụng như nhau. Thầy, thầy, vừa nãy em có làm giống thầy ạ, thì nó cứ hiện cái bình an trên đầu ạ. Thì làm sao tắt cái bình an này đi ạ? À, thì lại đặt giống như ban đầu, thôi kệ nó đi, cứ để kệ đi. Nếu mà nước bí quá cùng lắm đóng lại nhưng nó không hay lắm, cứ để kệ đi, chúc cho mọi người bình Bình an thường có gì. có Không vấn đề gì, thế em không muốn mọi người bình an à? Nó có thể đặt lại nhé. Đâu rồi? À. Em đặt lại được mà. Em nhìn lại cái lệnh ở đấy nhá. Em dịch. option from Đấy 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 có đấy. cái tên Đấy. Em dịch lên trên xem là đúng cái lệnh đấy xong rồi em cho cái dấu ngoặc vào. Đâu rồi? Ô, cái lệnh này mình để đâu ấy? Đây này, cái lệnh này đúng không? Em thay cái dấu này, cái chữ bình an này bằng mỗi một cái dấu lớn hơn thôi thì nó sẽ giống như ban đầu của thầy nhé. Tức là em đã, ví dụ em đã gõ cái dòng đấy thì em làm thế nào? Đây, thầy giáo gõ cho em xem, thầy giáo xử lý xong mình làm đúng như thế, nhưng mà mình muốn đặt thành cái gì thì mình sửa nó đi này nhá. Bắt đầu lệnh như này, chúc mọi người bình an này,
Bình an. Đấy. Thì bây giờ mình lại như này, mình sửa cái chữ bình an thành cái dấu. À, 1, 2, 3, trả lại cho tôi. Thấy chưa? Về ban đầu chưa? Đấy. Mà nước cùn lắm mà không biết thì đóng nó vào, nhưng đóng nó vào nó không hay đâu. Đóng nó vào tức là thoát nó ra đấy, thoát ra khỏi R Studio nó không hay đâu, tại vì là những cái gì mình vừa mới làm ở trên mình chưa kịp lưu lại, mình quên không lưu lại thì là nó sẽ mất hết. Mất hết. Được chưa? Rồi, tiếp tục này. Có một cái suýt là quên, nó nói là chúng ta muốn cài một cái gói nào thì ngoài cái menu chúng ta có thể gõ chấm install chấm package. Đấy, ví dụ thế này chẳng hạn, đây là chúng ta gõ trực tiếp đấy nhá, thì đã gõ này install này. Chúng ta chỉ cần gõ chữ install là nó đã ra rồi. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy. Ví dụ chúng ta cài muốn gõ cài gói BSDA thì chúng ta sẽ gõ cái chữ BSDA như thế này, chạy thế này là cài lại đấy, nhưng thôi cũng phải thực hiện để chúng ta nhìn, tức là vừa nãy là cài bằng menu, còn bây giờ là cài đặt bằng bằng lệnh. Úi giời ơi, dài quá, chơi vào cái gói nó dài. Thế cái chữ quên, đáng lẽ gọi QCC cho nó nhanh. Tốt rồi, không sao. Đó chính là gọi là trải nghiệm. Là lâu quá rồi, như thế nhá. Thế là chúng ta xem được là cái lệnh là install package này. Đấy. Cứ gõ nó ra nó sẽ hiện ra cho chúng ta, cứ gõ cái chữ install, install là cài đặt mà. Cái có thể là hai cái nháy đơn mà có thể là cả hai cái nháy kép, hai cái nháy đơn nó cũng ra được, nháy đơn nhá. À, QCC cái gói này cho nhanh. À, vẫn cài bình thường thấy chưa, hoặc là hai cái đơn hoặc là hai cái kép, chứ không nửa dâu nọ cắm cằm bà kia, nên nửa đơn nửa kép. Được chưa? Được xem nào. Rồi đấy nha, thì nó hướng dẫn cái cách cài dùng lệnh và một cách cài ở bên phải này là cài bằng cái menu. Tất nhiên thì nó cũng
mình phải biết, bởi vì cái câu hỏi trắc nghiệm người ta có thể hỏi là lệnh cài như thế nào, cứ đứ 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 không biết làm chết sạch. Tiếp tục. Là tạo và biên tập dữ liệu. À, nhập đi nha, chúng ta nhập cái này. Nhập xong chưa? Đây là đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái hàm C. Hàm C. Đây thì tao gửi luôn sang bên này để các em có thể copy paste vào cho nhanh cũng được, nhưng mà nó cũng copy paste thì nó cũng cái lười thì cũng rất giả. Đơ rồi đây này. Đấy. Thích sang bên này cũng được, nếu sang bên cuộc họp mình gửi nhắn cũng được, nhưng chúng ta chỉ đọc được lúc đấy thôi, sau khi hết cuộc họp là chúng ta sẽ không nhìn được nữa. Lại đồng chí nào lại bấm vào nút ghi rồi, em bảo các em không cần ghi đâu, ghi tốc độ nó, một là nó chậm đường truyền của cả lớp, hai là chất lượng hình ảnh nó kém lắm, thầy ghi trực tiếp trên màn hình của thầy nó nét nẹt như soli. Đây lệnh thầy ghi vào đây, thầy gửi hai chỗ để cho chúng ta dễ quan sát, được chưa? Đấy. Đấy, lại ai lại bấm nút ghi rồi. Chắc là dùng điện thoại rồi, sử dụng điện thoại thì mới bấm nút ghi. Có bạn ghi hàng tiếng đồng hồ là thầy giáo phát hiện, là thầy giáo cho out ra khỏi lớp luôn. Kiểu bạn đã đi ra ngoài xong các bạn ghi lại để chốc nữa thầy giáo hỏi còn chống chế thì đấy, không hay lắm. Học là học cho các em. Nhưng mà nếu mà bạn được bạn bạn thì tự quay thì mà thầy Ở thì đấy tùy, nhưng mà nói chung là không hay, không hay, nó không không rõ bằng quay trực tiếp như này. Nghe được chưa nào? Rồi. Như vậy là chúng ta được cái lệnh thứ nhất, tức là chúng ta nhập bằng hàm C. Thứ hai là chúng ta hỏi biến này nó có phải là biến dạng vector hay không? Thì khi mà nó có dấu rào, dấu thăng ở đô la, à, dấu thăng ở đằng trước ấy, thì có nghĩa là cái lệnh này nó sẽ không làm mà là dòng chú thích nhé. Đấy, xong là đây, gõ cái IR này, chấm vector này. Bỏ đóng ngoặc số lỗi, enter một phát. Thì nó sẽ ra kết quả là true. Đây, nó copy lệnh nó gửi sang bên này. Báo chất lượng âm thanh kém. Thỉnh thoảng cứ như thế. Đã bảo đừng ghi mà cứ ghi đây này. Ghi làm cho tốc độ nó chậm lại, thầy thì cũng không hiểu lắm mấy cái này, nhưng mà chắc chắn là khi anh ghi nó sẽ làm tốc độ chậm lại. Tiếp tục. Đấy, hay là cái biến thứ hai là biến giới tính. Giới tính là chữ, mà là chữ thì bắt buộc phải trong nháy kép hoặc trong nháy đơn. Trong nháy kép hoặc trong nháy đơn. Rồi, để đó ta gửi ở trong nhóm để chúng ta xem. Chúng ta lưu lại. Úi giời kìa, bạn là 39923 ghi hẳn 46 phút chết. Thế thì làm sao mà máy nó không chậm? Nói ngay từ đầu mà vẫn ghi. Nhưng mà chậm đi, vẫn nhầm đi, em dùng điện thoại. Nói chung tâm lý chung thì thầy cũng hiểu là cái chuyện đấy thôi. Kể cả thầy đi học thế thầy cũng muốn ghi lại, nhưng mà cái này do giáo viên là đã ghi lại rồi thì mình không cần ghi công. Ông muốn xem lại cái thầy ghi thì lên YouTube của thầy ạ. Đúng rồi, đúng rồi, thầy đưa lên trang YouTube xong rồi chúng ta có thể xem lại thoải mái, nó không phải lo cái chuyện đấy. Ô thế thầy cho em xin lên YouTube được không ạ? Thì cứ từ từ rồi học xong hôm nay đã rồi mới đưa lên, cứ từ từ bình tĩnh. Tên của thầy ra. Tên của thầy là Nhâm Ngọc Tần. Úi giời, vào đấy xem nó nhiều lắm, phải ghi là học xác suất thống kê với thầy Nhâm Ngọc Tần đầy. Được rồi, chiều Ở này sao tiếp. còn nút YouTube được thầy? À, Chắc em tìm giải tích không được hả thầy? đấy là em không biết tìm như thế, mà không có nhắn vào Facebook để tìm giải tích đầy bài.
Rồi cái lệnh tiếp theo xong. Thế bây giờ dùng cái hàm thứ hai là dùng hàm scan. Hàm scan ấy thì là nó chỉ nhập với số thôi chứ không nhập với chữ. Ví dụ chúng ta nhập một cái hàm y, nó nhận các giá trị, các vector y nhận các giá trị là 2, 1, 3, 0, 8 thì chúng ta sẽ gõ như sau. Gõ đúng như trên đấy. Y bằng scan enter 2 enter 2, 1, 3, 0, 8 nhỉ? 2, 1 enter 3 enter 0 enter 8 enter. Khi không muốn nhập nữa thì enter thêm một lần nữa. Đấy. Đấy, là thầy đã giới thiệu chúng ta hai hàm rồi đấy nhá. Riêng hàm scan này là chỉ nhận giữ chữ giá trị là bằng số thôi chứ không nhận bằng chữ. Chúng ta thử nhập bằng chữ xem nó sẽ báo lỗi. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ ví dụ chúng ta muốn xem là y nó như nào, chúng ta sẽ gõ chữ y enter. Đấy. Nhưng mà chúng ta ghi chữ số lỗi để chúng ta kiểm tra. Rồi, như vừa mình chưa nhập, à nhập rồi. Enter một cái thì nó cũng ra như này. Được chưa? Đấy, mạnh dạn lên nhá. Mới đầu bạn sự khởi đầu nan. Buổi đầu bỡ ngỡ, đến khi thích học nó rồi thì là bắt đầu hết môn chia tay là vừa. Tiếp tục. Chúng ta vừa nãy là nhập trực tiếp, bây giờ chúng ta có thể nhập thông qua các hàm khác nhau. Ví dụ như là hàm SEQ. Hàm SEQ thì nó có tác dụng là như thế nào thì chúng ta sẽ gõ hỏi chấm SEQ như thầy nó đã dạy ban đầu rồi. Chúng ta muốn biết cấu trúc của lệnh thì là SEQ enter. Thế thì lúc đấy chúng ta sẽ sang ở bên phải, chúng ta nhìn thấy là gì đây? À, hóa ra là cái lệnh tạo dãy. Lệnh tạo dãy. Đấy, ở dưới nó cho ví dụ này. Đây chính là người bạn theo chúng ta suốt quá trình học về sau này. Chỗ nào chúng ta quên thì ta có thể tra lại ở đây xem lại ví dụ. Rồi, chính là nó đây. Ví dụ ở dưới đây này. Thì thầy giáo đưa ra một số ví dụ đại diện thôi. Ví dụ như chúng ta muốn tạo một cái dãy số tự lẻ thì chúng ta có hai cách sau đây. Ở đây là cách dòng 1 là cách 1, dòng 2 là cách 2. Còn dòng 3 là lệnh khác. Lệnh 3, dòng 3 là lệnh tạo từ 1 đến 10 với độ dài là 20, tức là thực chất là tạo một cấp số cộng. Có số hạng đầu là 1, số hạng cuối là 10 và có 20 số hạng. Cho nên nếu như mà sau này người ta thi người ta hỏi là viết lệnh tạo một cấp số cộng. Số hạng đầu là số này, số hạng thứ 20 là thế này. Vậy thì chúng ta phải biết cái lệnh thực chất chính là dùng cái lệnh SEQ. Đây chúng ta thử. Thì sao sẽ gửi luôn vào này để chúng ta có thể gõ lại copy paste cho nó nhanh. Đấy, lệnh gõ đấy. Thế bạn nào mà nói chung là lớp mình đa phần là dùng máy tính đúng không? Bạn nào dùng điện thoại phải xem lại, phải kiểm tra lại, phải thu xếp để học bằng máy tính. Vì môn này là phải thực hành trên máy tính. Nếu anh không chịu thực hành không được. Tôi thấy gì cả. Cái trên là thống kê xã hội học, cái này là thống kê xã hội học không phải xác suất thống kê. Xác suất thống kê là cái khác. Để tối thì tạo thêm một cái list mới để dần dần làm dần chứ là làm nhiều mệt, nó hàng trăm bài hàng trăm video clip xem cũng mệt mệt lắm. Sau mình tìm dần, lúc đầu là những cái bài mình đã học, thế còn những bài sau là những cái bài mình nâng cao, mình kiểm tra lại. Thì ngày xưa thì thầy có thể chữa là cẩn thận vào đấy xem video lại, còn bây giờ thì nó tất nhiên là vẫn cẩn thận như xưa nhưng có điều là nó hơi khác một chút thì mình có thể xem lại. Đây, bây giờ tiếp tục gửi bên này. Gửi bên này thì nó có cái nhược điểm là sau khi đóng đóng lớp mà một phát rời đi một cái là những cái lệnh này không nhìn thấy nữa, còn ở bên này thì gửi thoải mái, hôm sau vẫn xem được. Dán vào đi nhá. Cái dòng một ấy nó bao gồm hai lệnh, thế là Là người ghi bên kia vẫn nhìn được thầy ạ. à vẫn nhìn được, thế tốt rồi. À, tại vì chúng ta Vẫn tất nhìn cả được. dùng máy tính thì ngon rồi thì không có là gì, sợ bạn nào dùng điện thoại ấy. Ở đây chúng ta đang có là cái dòng một nó bao gồm hai lệnh, dòng một nó bao gồm hai lệnh,
khi mà hai lệnh liên tiếp viết trên cùng một dòng thì cái lệnh hết lệnh một đến lệnh thứ hai phải có dấu chấm phẩy. Như này thì nó bao gồm thứ nhất là lệnh gắn số thứ tự lẻ bằng SEQ from 1 to 10 by 2, tức là tạo một cái dãy từ số 1 đến số 10 khoảng cách là bằng 2. Đấy. Như vậy là thực chất là đây là tạo một cái cấp số cộng với số hạng đầu tiên là bằng 1. Số hạng cuối cùng phải nhỏ hơn là bằng 10 với khoảng cách là bằng 2, tức là cái công sai á. Công sai là bằng 2 nhá. Thì như vậy là chúng ta gõ cái lệnh này bằng cách chúng ta gõ xong rồi chúng ta ấn vào nút run. Đấy. Nó sẽ hiện ra cho chúng ta. Ồ, quên, tại vì thầy bôi đi mỗi xanh cho nên nó chạy đứng trước nó không chạy sau. Nhá, 13579 đúng không? Dễ. Tiếp tục lệnh tiếp theo nhé. Tiếp theo thì là một cách viết khác của nó. Khi mình tạo rồi thì mình có thể không viết from to. Nhưng mà nói chung vẫn cứ viết vào. Ở đây 1 đến 10 nó chạy khác mà 10 đến 1 nó chạy khác. À, ví dụ 1 đến 10 thì nó tăng dần, còn 10 đến 1 thì cái byte kia phải là âm, không là báo lỗi đấy. Cứ chạy thử đi nhé. Đây đang là dãy tăng, thế còn dãy giảm thì là số lớn hơn nó nằm đứng bên trái và số nhỏ hơn nằm bên phải, thì cái byte kia nó phải âm. Thì nó mới lùi được chứ. Đúng không? Rồi. Như vậy các lệnh này đã được tạo xong. Tiếp tục à, cái hàm RAP. Hàm RAP, hàm rep này thì nó thực chất là cái lệnh gì? Chúng ta sẽ gõ hỏi chấm REP. Xong là chạy. Ok. Đấy, bên phải đây. Như vậy chúng ta xem dòng trên cùng này. Tạo một cái dãy vector là hoặc là một cái list nó là lặp. Chúng ta phải hiểu nôm na thì nó nói là nó có hai cái thành phần mà chúng ta cần nhớ. Lặp cái gì bao nhiêu lần? Lặp cái gì bao nhiêu lần? Ví dụ như bạn Yến bạn ấy thích bạn Tuấn chẳng hạn thì bạn mới ghi là Yến yêu Tuấn chẳng hạn. Nhìn thì bạn sẽ lặp như sau. REP. REP lặp cái gì? Là Yến yêu Tuấn nhưng mà chỉ lặp 10 lần thôi. Lặp nhiều quá nó bảo là mình quá yêu nó không thích. Enter một cái. Thì kết quả là Yến yêu Tuấn, Yến yêu Tuấn đúng 10 lần, hiểu chưa? Đấy, như vậy là cấu trúc chung của nó là lặp cái gì bao nhiêu lần? 10 lần, chuẩn chưa? Thế nhưng mà bây giờ lại trước là Yến yêu Tuấn, sau lại là Tuấn yêu Yến. Thì chúng ta hai cái trở lên chúng ta phải dùng hàm C. Đóng ngoặc. Nếu như chúng ta để một con 10 này thì nó cũng xuất hiện xem nào. Thì là mỗi một cái 10 cái đúng không? Tuấn yêu Yến, Tuấn yêu Yến, Tuấn thích Tuấn à Yến yêu Tuấn xong là Tuấn yêu Yến xong rồi Yến yêu Tuấn, Tuấn yêu Yến lặp 10 lần. Nhưng mà lặp theo tự là Yến yêu Tuấn này, xong lại Tuấn yêu Yến này, xong lại Yến yêu Tuấn này, xong lại Tuấn yêu Yến, lặp lại cái này 10 lần. Thế nhưng mà nếu như chúng ta lại viết như thế này. Thì nó sẽ lặp khác cấu trúc vừa nãy là Yến yêu Tuấn xong là Tuấn yêu Yến. Sau đó lặp lại 10 lần. Còn đây là gì? Yến yêu Tuấn 10 lần rồi mới lặp đến Tuấn yêu Yến. Đấy, tức là cái này nó hơi khác nhau một chút. Vậy là mình phải chạy thử mình biết là không nói to được. Chạy thử biết. Chạy thử biết. Tức là về mặt nguyên tắc nó sẽ lặp cái lần này thứ nhất này bao nhiêu lần của cái này. Cái này bao nhiêu lần? Thì bây giờ bạn Yến mà bảo là bạn ấy yêu bạn Tuấn hơn, cho nên là bạn sẽ nhập là Yến yêu Tuấn nhiều hơn, còn Tuấn yêu Yến chỉ có 2 lần thôi. Thì nó sẽ như thế này ạ. Như vậy là sẽ là Yến yêu Tuấn lặp đúng 10 lần, sau đó bắt đầu mới lặp là Tuấn yêu Yến. Đấy, chúng ta phải để ý cho nha. Đấy, lệnh này nó trông nó cứ nhắc nhác với nhau mà nếu mà các em suy luận chủ quan là các em có thể sẽ khoanh nhầm phương án. Rồi tiếp tục là chạy thử một số cái lệnh này và rút ra kinh nghiệm
lệnh tiếp theo. Tiếp. Chạy thử xem nó ra kết quả thế nào. Nào. Hay là cái hàm g là tạo một cái dãy nó khác đấy, lệnh nó khác đấy, lệnh khác kết quả nó khác, có trường hợp hai lệnh khác nhau nhưng kết quả đã ra giống nhau, cho nên là mình cái này bắt buộc mình phải chạy thử thì mình mới biết là con nào kết quả như thế nào. Rồi học hôm nay vừa cứ tưởng là nhàn nhưng mà thực ra là từ nãy là trôi rất nhiều lệnh rồi. Cái len là cái gì vậy thầy? Hả? Len Cái là len. len là gì Thế theo em tiếng Anh vậy? len là gì? Em không biết. Len là độ dài em ơi. Nhưng mà thế thì độ dài là Là nó 10, cái kiểu đoạn 19. đây. Đúng đến 19 ký tự nó dừng lại. Len là 19, len ở đây là độ dài thì bằng 19, như vậy là nó đến 19 nó sẽ dừng lại. Đúng 19 cái thì nó dừng lại. Thế còn mà nếu như mình cài đặt từ 1 đến 10 nhưng mà độ dài là 20 thì nó chưa Chạy thử, chạy đến chỉ thử, cần chạy hết thử, 10 chạy thử thì nó lặp lại từ đầu. Nhưng mà chạy thử. Cái này không nói to đâu nhá, cứ chạy thử đi biết. Rồi, tiếp tục một số lệnh tiếp theo. Chịu khó gõ đi, cứ nhìn vào cái này mà gõ, hôm nay chỉ có gõ, gõ, gõ và gõ. Gõ đi nha, chịu khó gõ đi nha.
Khi chúng ta có một cái biến ban đầu là số lỗi mà chúng ta muốn đặt nó bằng cái số lỗi mới thì chúng ta sẽ đặt là hai cái này nó bằng nhau như này. Tiếp là chúng ta muốn sửa lỗi ở vị trí số 2, số 4, số 6 thay nó bằng số 1, số 2, số 6. Chúng ta nhập vào này. Bản thân là cái số lỗi mới nó gồm 10 phần tử, chúng ta thêm từ 1 đến 15, 11 đến 15 thì ta sẽ gõ như này. Đấy. Bớt thành phần, bắt buộc các em phải gõ thì các em mới nhớ được. Chắc chắn là phần này là nằm trong bài kiểm tra số 1, các em phải đánh máy nhiều thì các em mới nhớ được. Thầy ơi thầy, Ôi. cái số lỗi cái lỗi mới ạ, làm từ 1 đến 10 năm mình chèn lên cái chỗ mà sửa trên mọi vị trí được không thầy? Chỗ nào ý em là trên cái lệnh nào? Cái mà ở cái Cái nhập đầu tiên thì em đã nhập chưa? Đây này, cái này nhập chưa? dạ rồi ạ. Cái này phải nhập nhá, thì không nhập là nó sẽ báo lỗi. Cái này là thêm bao nhiêu là do mình mà, cái bên phải là do mình đặt mà. Cái bên phải này mình là do thầy giáo cho nó vào để kiểm tra cho thống nhất cả lớp, nó phải ra một đa số chứ. Chứ nếu như mà để các em tự nhiên anh nhập lung tung vào thì lúc ra mỗi người đa số thầy biết đâu làm chuẩn. Em thầy, Ơi. cái chỗ 2 là sửa số liệu ở một số vị trí là thầy Sửa phân vị tích lại chỗ trí. 2, 4, 6 Đúng rồi, đúng rồi. là Vị trí số 2, 4, 2. 6 là vị trí ạ. Ừ, cái chỗ này là vị trí này. Vâng, Vị bên kia là kết trí quả. Bên này kia là kết sửa quả. thành. Vị trí này sửa thành. Vâng. Có ngoài đây thôi, chả lại bên nào khác. Em thấy cái hàm edit đi làm mình thay luôn tất cả thành số mới hay là gì ạ? Tùy em muốn sửa cái gì thì em sửa. Đây chỉ là ví dụ, thì em muốn sửa cái gì thì em sửa. Ví dụ nhá, ví dụ đề bài nó cho là 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nhưng bây giờ mình nhập nhầm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xong mình nhảy thẳng lên 8 chẳng hạn. Thì bây giờ mình sửa lại. Em hiểu ý chưa nhỉ? Tức là mình cần sửa cái gì thì mình vào đấy mình sửa. Rồi. Và... Em thầy, cái chỗ bớt thành phần kia là 1 đến 3 đúng không ạ? Thế còn mình muốn bớt 1, 1 và 3 thôi, không không loại 2 thì... thì mình phải dùng C 1,3. Dạ. Vẫn có dấu trừ ạ? Tất nhiên bớt thì có dấu trừ mà. Dạ. Xong chưa? Chuẩn bị sang trang tiếp theo.
Hôm nay là học rất nhiều lệnh mà các em phải gõ ra mới lưu lại được, chạy thử lỗi liếc gì mới biết. Thưa thầy là cái ở phần số lỗi mới á, ở số bất thành phần ấy Ừ. mà mình mà chỉ cái gõ đấy thì cái số lỗi mới nó sẽ không thay đổi đúng Không thay đổi à? không ạ? Có em có ghi Ý ghi có ghi cái dấu trừ trước không? em có, em gõ lại thì nó thấy nó không thay đổi à? Không, ý em là em có ở đấy rồi nó sẽ mất đi ba thành phần đầu rồi, xong rồi em này có cái số lô mới ra thì nó không như cái số lô mới mà gõ ở phần 4 ạ. Tức là nó hiểu nôm na là nó cho hiện ra chứ không phải là xóa hẳn đi, tức là nó như Vâng. này nhỉ, tức là nó không hiện ra cái thành phần thứ nhất, thứ hai, thứ ba mà nó chỉ hiện ra từ thành phần thứ tư trở đi chẳng hạn, ví dụ thế. Nhưng mà sau đó thì nó vẫn như cũ, tức là cái lỗi này, cái này nó giống như kiểu là in ra, kiểu là in ra thì đúng hơn, À vâng. in Nếu ra. nếu mà muốn xóa đi Xóa thì đi thì phải này mình dùng lệnh sửa. khác, là dùng lệnh hàm edit thì vân vân. Vâng. Đấy, nó lại ý nó như thế. Đấy là lệnh in ra. Dùng cái ngọc tròn được không ạ? Cứ chạy thử đi thì biết. Rồi, hết chưa? Tiếp tục nhé, sang trang tiếp theo này. Hôm nay là cứ gõ mỏi tay thôi. Sang
Rồi như vậy các lệnh tiếp theo là như này, chúng ta có cái lệnh len số lỗi, có nghĩa là nó sẽ đếm cái số phần tử. Trong một số trường hợp là tính nó thì hiểu nôm na là tính độ dài của cái biến đấy, nó dài bao nhiêu, tức là số phần tử của cái biến đấy. Số thành phần thì ví dụ như tiếp là đưa ra thành phần thứ y, trong bài là đưa ra thành phần thứ ba, thì nó sẽ gọi thế này: đưa ra mọi phần tử trừ thành phần thứ hai, thì dạy như này: đưa ra các phần tử mong muốn thì từ hai cái trở lên thì phải dùng hàm C. Tiếp tục đưa ra thành phần thỏa mãn điều kiện, ví dụ như là số lỗi mới ở đây là lớn hơn hoặc bằng 3 thì mới đưa ra, còn nhỏ hơn thực sự 3 là nó để lại là không cho ra. Rồi tiếp tục đưa ra giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ có cái lệnh mắc số lỗi mới, thì nó sẽ hiện ra chúng ta số lớn nhất là bằng bao nhiêu. Rồi tiếp tục cái lệnh 7 và lệnh 8 là gần giống nhau. Sau này người ta kiểm tra, người ta lại không hiểu được cái lệnh 7 và lệnh 8 là như nào. Lệnh 7 là vị trí đầu tiên từ trái qua phải đạt giá trị lớn nhất. Còn lệnh 8 thì là đưa ra toàn bộ vị trí đạt giá trị lớn nhất. Nhìn qua thì hai cái lệnh này nó có gì khác nhau? Chúng ta cứ tưởng là giống nhau nhưng không phải. Nếu như mà nó chỉ có đúng một giá trị lớn nhất thì lệnh 7 và lệnh 8 sẽ ra đáp số giống hệt nhau. Nhưng mà nếu như nó có nhiều hơn một lệnh, nhiều hơn một cái giá trị lớn nhất, có nghĩa là chỗ này, ví dụ chỗ này lấy số lớn nhất là số 10, chốc lại lại số lớn nhất là số 10 nữa, thì cái lệnh số 7 chỉ hiện ra số đầu tiên thôi, vị trí đầu tiên thôi. Còn lệnh số 8 nó sẽ ra toàn bộ cái vị trí mà đạt giá trị lớn nhất. Chúng ta cần phân biệt lệnh 6 với lệnh 7 và lệnh 8. Lệnh 6 đưa ra giá trị lớn nhất, còn lệnh 7 và lệnh 8 đưa ra vị trí đạt giá trị lớn nhất. Đúng không? Và đến đây chúng ta không cần thầy giáo nói, chúng ta cũng biết là 9 10 11 là cái gì. 9 10 11 là cái gì, Đào Thu ạ? Có Rồi có cái gì điểm danh rồi, bây giờ 9 10 11 thầy giáo đang hỏi 9 10 11 là cái gì? em nghĩ là thì chị nhỏ nhất ạ. Ừ, đúng rồi, giỏi quá, sao biết? Thì thầy nói thế thì phải biết là nhỏ nhất rồi ạ. Đấy, thế tốt rồi, giỏi quá, thế là ngon lành phải. Thế cho em hỏi, Ừ. cái màn hình xe của thầy là đang ở đoạn nào thầy? Tại vì màn hình của em nó vẫn hiện ở đoạn 2.3 dữ liệu dạng vector này. Ừ đúng rồi, C nhỏ đúng không? Dạ vâng đúng. Thế đúng rồi. Thầy giáo đang để từ từ để em gõ, thế em gõ xong rồi gì? Dạ chưa thầy, cùng một cái nữa Ừ, để thì gõ em tiếp gọi. đi, thầy giáo đang chờ đấy chứ, thầy giáo đang chờ để em gõ chứ. Cái này thầy giáo không làm thay em được, mà em phải gõ cái mới rút kinh nghiệm ra được. Đấy, trong ghi có thể có ghi chú thích ở bên cạnh chẳng hạn. Đấy. Ví dụ như này nhá, ví dụ em có thể ghi này, như này này, để đỡ phải mất công ghi bằng tay này. Lệnh này chẳng hạn. Em vào cái góc trên này nhá. Đây. Đấy, xong em ấn nút run là chạy. À, như vậy là cái lệnh nó đếm vào chiều dài. Em lên trên của nó, em đánh cái dấu thăng ấy. Dấu thăng. Đúng rồi. Shift 3 đấy. Nhìn thấy chưa? Đây là lệnh cho biết chiều dài. Chiều dài tức là số phần tử của một cái dãy, hiểu chưa? Đấy, chú thích lên trên này, ghi tiếng Việt được, ghi tiếng Việt được. Đấy, lệnh cho biết số phần tử của dãy hay là biết độ dài của dãy, được chưa? Rồi đấy, thì chúng ta có thêm cái dòng chú thích ở trên đấy thì chúng ta sẽ nhớ hơn, không một vài hôm là quên đấy nếu không ghi chú thích. Bài này là kêu ví dụ như là ghi số phần tử trong trong. Ồ, xong cái mắc rồi, các em phải tự viết cái min đấy nhé, bởi vì là tương tự, tương tự. Tất cả những cái lệnh ở đây là về sau đều chuyển thành cái bài trắc nghiệm hết, cho nên là mình phải ghi chép cẩn thận để mình làm bài cho nó chuẩn. Nó cũng không khó đâu, chỉ cần học hành nghiêm chỉnh sẽ ngon.
Chà, xong chưa? Tiếp tục nha. Chuyển dữ liệu dạng số thành dữ liệu định danh. Thực chất ở đây chúng ta hiểu nôm na nó cũng giống như là mã hóa. Mã hóa. Ví dụ như kiểu xếp loại học lực nhé. Bây giờ mình nói thế này cho dễ hình dung này. Bây giờ nếu như em mà được điểm tổng kết nói là nhỏ hơn 5 phẩy thì em sẽ được xếp loại yếu. Lớn hơn bằng 5,0, nhỏ hơn 6,5 em xếp loại khá. Lớn hơn bằng 6,5, nhỏ hơn 8,0 xếp loại. Có đâu, vừa lại đọc nhầm nhỉ? Bây giờ phải viết lại. Như này, ví dụ như ngày xưa ấy, như cái thời các em đúng không, nếu điểm của em dưới 3, dưới 3,5, tức là nếu nhỏ hơn 3,5 thì là loại kém và lưu ban thẳng, mà lớn bằng 3,5 gọi là điểm đi, chỉ là D, mà nhỏ hơn 5,0 thì xếp loại yếu, mà lớn hơn bằng 5,0, nhỏ hơn tương tự 6,5 thì loại trung bình, mà nếu như lớn bằng 6,5, nhỏ hơn 8,0 thì xếp loại khá, mà nếu lớn bằng 8,0, nhỏ bằng 10 phẩy thì xếp loại giỏi, đúng không? Thế sắp tới thì người ta sẽ bỏ cái loại khá đi, chỉ là chia giỏi với xuất sắc, thì giỏi với xuất sắc thế đấy, nghĩa là ý như thế đúng không? Đây 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 là chuẩn của ngày xưa. Thế thì em cứ nhập điểm vào của em là người ta sẽ mã hóa được. Ví dụ em 4,9 lập tức suy ra là xếp loại yếu, đúng không? 6,2 lập tức xếp loại trung bình, 6,6 lập tức ra được anh xếp loại học lực khá, 8,9 xếp loại học lực giỏi, vân vân vân. Thế là nó gọi là mã hóa. Đang đầu tiên đang là điểm, bây giờ sau này mã hóa một phát nó thành chữ xếp loại nữa. Thì đang là cái biến định lượng, nhưng mà sau khi này nó thành biến định tính, nó xếp loại học lực là định tính rồi, xếp loại định là học tính rồi, khá giỏi trung bình là định tính rồi, tính chất chứ không phải là còn định lượng ở đây được. Không thể lấy khá cộng với khá thành giỏi ở đây được đó. Chết giả đấy. Như vậy ở đây là thầy giáo nói qua như vậy, thì ở đây là một cái cách để mã hóa, thì gọi là chuyển dữ liệu dạng số thành định danh, tức là đang là định lượng trở thành đang là định tính, đang định lượng trở thành định tính. Xin mời. Xong, tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm với dữ liệu bằng bảng. Dữ liệu bằng bảng. Thì cái này để các em không mất công thì thầy giáo gõ luôn, thầy giáo gửi luôn. Tức là nôm na là nó gồm các cột: chiều cao, cân nặng, giới tính, quê quán, tuổi và tên. Tên ở đây là Lan, Mơ, Mận, Đào, Mít. Càng nhắc đến lại thèm đúng không? Lan, Mơ, Mận, Đào, Mít. Vừa lấy ví dụ bạn Yến rồi phát bạn nhảy ngược lên đập vỡ mấy cái xoong. Thì bây giờ thôi không lấy tên bạn nào cả, lấy tên chung chung Lan, Mơ, Mận, Đào, Mít. Đấy,
thì như vậy chúng ta sẽ có được như nào. Để thầy giáo gửi sang chỗ này để chúng ta nhập cho nó nhanh đỡ mất công. Rồi, các biến đây là chiều cao này, cân nặng này, giới tính này, quê quán này, tuổi này, tên này. Rồi, thầy giáo gửi rồi nha. Để chúng ta nhập thế đúng như thế vào máy của mình. Đấy. Cái bước đầu tiên là nhập dữ liệu từ nhập từ những cái vector riêng lẻ, sau đó chốc chúng ta gộp nó lại thành một cái bảng. Thì chúng ta gọi là dùng là data frame hoặc là dùng cbinder hoặc là data frame hoặc là rbinder. Em nói thầy bây giờ muốn đưa về nó trắng tinh như như ban đầu lúc mới mở lên thì dùng lệnh gì ạ? À, cái lệnh này trước thầy dùng nhưng sau thầy quên rồi, nhưng mà nếu mà cùng lắm thì có thể đóng lại, nhưng đấy là lớp cùng cuối cùng, nó có một cái tên đấy, Cái lưu quyết rồi. quýt Lưu đấy, quyết tất nhiên là quýt nó rồi. Ấn phát ra Ctrl L. ờ Ctrl L nhé. Đúng không? Clear console này. đấy đấy Controller rồi. cần Nó tôi phải nhấn cái vào cái bảng mà mình muốn xóa rồi. ờ đúng rồi cần Ctrl N này, L này, mất hết đúng không, trắng chưa, mất rồi này, còn cái gì đâu, tức là ấn đồng thời hai phím Ctrl và phím L thì nó sẽ mất trắng, nhưng mà những cái lệnh nó vẫn nằm ở trên, nó ẩn nó đi thôi, nó không nhìn thấy thôi. Thế này lệnh này lệnh chúng ta dùng trước, chẳng qua là nó xóa hết cái chỗ này đi cũng được, làm kiểu đấy cũng được, đấy cũng là một gợi ý hay. Rồi xong nhá, xong nhá, bây giờ tiếp tục này. Ví dụ như yêu cầu của bài toán là như này, chúng ta muốn tạo một cái bảng gồm 3 cột bao gồm các dữ liệu về chiều cao, cân nặng và giới tính thì chúng ta sẽ làm như sau. Bảng 1 bằng, tại vì chốc nữa mình sẽ có bảng 2 cho nên mình sẽ đặt là như này. Bảng 1 bằng data.frame mở ngoặc chiều cao phẩy cân nặng phẩy giới tính enter. Nó báo lỗi bởi vì đã nhập quái đâu. Thầy đã nhập đâu? Thầy gửi cho các em vừa nãy chứ thầy đã nhập vào trong máy của thầy đâu. Thế thì lại phải nhập lại. Anh đã nhập đâu mà rồi lôi ra. Đấy, đây. Tới luôn. Sao? Bây giờ data frame rồi, gọi cái lệnh này ra thì nó sẽ ra. Rồi sau đó chúng ta gọi chữ bảng 1. Ấy. Trông qua nó cứ gần giống như là cái file của Excel. Được chưa? Rồi lệnh này là xong nhá. Đấy là nó xây dựng từ những cái vector cho trước, nhưng mà tất nhiên chiều dài của nó bằng nhau, tức độ dài của nó bằng nhau. Nếu mà em cái này là 5, cái em kia chỗ kia là 4 thì nó sẽ báo lỗi. Tiếp, cái lệnh tiếp theo ở đây là kiểm tra xem bảng có phải là một data frame hay không. Thì cái lệnh này cũng dễ, dễ nhớ thôi. Rồi thế còn một lệnh thứ hai là lệnh nhập trực tiếp, nhưng mà mỗi cái lệnh này chỉ gõ một lần thôi, không thì nó lại nhập xong không về công trắng. Cái này các em tự nghiên cứu thêm.
Tiếp tục là đổi tên cột. Vừa nãy chúng ta nhìn ở chỗ này nhé. À, thì nó viết như này. Bây giờ chúng ta muốn đổi thành chữ chiều cao, nó cách ra một tí nhỏ chả hạn. Ví dụ thế. Thì như thế nào? Thì đây. Vừa nãy là chữ chiều, chữ cao viết chữ C thường. Bây giờ muốn chiều cao viết C hoa. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đấy, đổi tên dòng, đổi tên cột. Viết. Bây giờ sửa lại nhé, sửa lại thành cái chiều cao cách ra một tí này. Ở đây, cân nặng cách ra này, không biết có được không, chưa chắc là được. Đấy, nó cách ra, nó cách chữ chưa? Đấy, chiều cao vừa nãy là nó sát sạt, nhưng bây giờ nó cách ra. Đây là cách đổi tên. Gõ nhiều vào thì nó sẽ quen. Đấy là đổi tên của các cột. Thế bây giờ đổi tên của dòng. Đổi tên dòng thì nó như thế nào? Cái lệnh tên của chúng ta thì nó lại quay về như cũ nhỉ? Đúng, vừa lấy chữ chiều cao cách nhau mà bây giờ lại thành về như cũ mà, tại vì chúng ta đặt là row name bảng 6 bằng tên, tức là cái dòng trên cùng của người ta đấy, nó phải quay trở lại ban đầu. Lúc đầu của chúng ta đặt là chiều cao, nó chữ nó sát sạt mà. Bây giờ chúng ta lại xong lại cách ra xong thì lại đặt giống về như cũ. Thì ta làm như trên. Đấy, chỉ cái dòng trên cùng thôi. Xong. Tiếp tục. Xin mời. Thầy quay lại được em chưa chép kịp. Đã rồi ạ. Vâng. Nói chung là hôm nay là cứ gõ ngoài hết cả tay, chết sạch. Thầy cho em hỏi là cái slide này của thầy ấy thì có giống cái slide ở trên e-learning không thầy? Lên slide đấy là slide lý thuyết em. Dạ vâng, có một cái slide là hướng dẫn thực hành RO của sách Hồng Nhung thầy. À đấy là cái quyển sách đấy. Hình như là thầy trích từ đấy ra đấy. Thầy cũng không nhớ chính Thế xác nào đâu, vâng? nó là lâu lâu rồi. Đúng rồi, thầy trích từ đấy ra. Em thầy, Ơi. thầy cho em xem lại đoạn bảng 1 đó, tại em đang bị lỗi. Bảng 1 à? Vâng. Nếu mà em nhập thiếu một cái thì à bảng 1 mà nói chung là nó thiếu một cái thì nó rất nguy hiểm. Em cái chỉnh nó không ra. Rồi.
Ở đây chúng ta đang có cái cột 1, cột 2, cột 3 là ba cái biến này. Bây giờ chúng ta bổ sung thêm cột thứ tư và thứ năm là quê quán và tuổi, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh, các lệnh như thế này. Rồi. Xong chưa? Thế Em ở đây thì em hỏi là ừ. chưa cái số khỏe bảng hai đầu tiên là gì ấy? Bảng 2 là gắn đặt bảng 1, tức là nó giống như bảng 1. Vâng, cái dấu phẩy ở đây Đây á. gần 4 năm rồi. À, tức là đấy, quên suýt là quên không nói. Tức là khi mà người ta viết như này thì là trước là chỉ số dòng, sau là chỉ số cột. Có nghĩa là chúng ta thêm cột 4 và cột 5. Thêm cột 4 và cột 5 là cái cột quê quán và tuổi. Hiểu chưa nào? Cái trước có phải là dòng Trước là chỉ số dòng, sau là chỉ số cột, mà lúc đầu hiện cái bảng bảng 1 hiện là lúc đầu là nó có mấy cột? cột. Nó có ba cột đúng không? Sau cái lệnh này của em thì nó sẽ thêm hai cột nữa là quê quán và tuổi, là cột thứ 4 và cột thứ 5. Gõ thử đi thì biết nha. Tức là nó để cách ở đằng trước, có nghĩa là cái này trước là chỉ số dòng mà. Đây thêm 4 5 này có nghĩa là nó thêm cột 4 và cột 5. Thêm cột 4 và cột 5, gõ thử ra thì biết. Đấy nha. Thầy cho cái này trước này để em xem này. Này. Bảng 2 này. Hiện nay nó đang ba cột đúng không nào? Chiều cao cân nặng giới tính này. Bây giờ bắt đầu sau cái lệnh này thì nó sẽ thế nào? Là nó sẽ thêm cột số 4 và cột số 5, trước là dòng sau là cột. Đấy là thêm thêm cột. Trước dòng sau cột. 1 2 3. Xong lại gõ bảng 2 một lần nữa. Vừa nãy là ba dòng nhé. À ba cột nhé. 1 2 3, 5 cột. Nhưng mà hiện sao nó lại ghi là V4 V5, bởi vì lúc này là nó chưa chưa có tên đấy, nó chưa có tên. Thầy ơi, cái C quê quán tuổi nó chỉ là biến đúng không ạ? Đúng rồi, nó là biến thôi, nó chưa đặt tên. Thì bây giờ mình phải thêm cái dưới để nó thêm tên, nó thêm tên vào. Nhìn thấy chưa, cái lệnh này là đổi tên vào hai cột cuối, lúc đấy đã có tên đâu, nó là tên là V4 V5. V4 V5. Đấy là hiểu hôm nay là cái kịch bản là đang có một cái cũ rồi, muốn bổ sung thêm cái mới. Nhưng mà nó lại không có tên mà nó lại ghi là V4 V5. Đấy, thế thì mình phải thêm cái đổi tên ở đây. Đổi tên đây. Đấy, thấy chưa? Cột 4 và cột 5 giờ tôi có tên chưa? Đấy, như vậy là chúng ta thêm cái là name này, bảng 2 này, mở ngoặc vuông này, 4.5 này, bằng như này. Đấy, như vậy có nghĩa là đổi cái tên ở cột 4 và cột 5 thành quê quán và tuổi, trước của nó là V4 V5 mà. Đúng chưa? Nói chung là cứ gõ nhiều nó mới quen được. Thêm cột kiểu gì hả thầy? Thêm Ví dụ cột. như là cột số điện thoại ấy hả? Đây cái gì đấy? Em phải nhập trước hết là em phải làm một cái biến có trước. Đây chính là lệnh thêm cột lên gì đấy. À vâng. Vâng. Đấy, lệnh thêm cột, còn đây là lệnh đổi tên cột.
Tức là nó có sẵn rồi mình bổ sung thêm cột nữa, tất nhiên vẫn phải chiều dài bằng như thế, nếu chiều dài không bằng thì nó báo lỗi luôn. Làm cái này là mệt. Ơi Ơi. em, thầy của em lại không ra giống thầy cái chỗ bảng 2 mà mặt vuông phải 4 2.5 thì em lại ra nó khác ạ. Mặc dù cũng làm cái phần trên nhập giống y thầy nhưng mà nó không ra, nó ra như thế này để em xem hình nhá. Chụp 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 Em nghe xem hình điểm của mình. và xem màn hình cũng đấy. À đây. Thầy thấy không ạ? Không, không thấy đâu cả. Tại À. ở trong cái chữ quê quán tuổi bỏ hai giống một phép đi là được không? À. Vậy á? Bỏ hai giống một phép đi. Mà thầy dục mà, thầy thầy Trong có cũng dục. là Đâu, thầy cũng học kép đâu. đấy ở trên ở trên đi không ở ở trên trên đi đấy đây bỏ hai kép đi, trên bỏ một nữa kép đi, bỏ một à, kép tại vì em đi. cho như thế thì nó bị lỗi là đúng rồi. Ok thầy. Và Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó phải không có cái đấy. rồi ạ. Rồi, đây. Đây có nháy nháy đâu, không có nháy nháy tại vì em cho nháy nháy nó thế. Cứ là gõ mỏi tay, hôm nay là cứ gõ mỏi tay thôi. Thầy ta xem màn hình rồi. À, quên, bữa nay bạn xem màn hình thì là mình bên này là mất rồi. Được chưa? Của thầy cũng có dùng cái hai chấm quê quán thì thầy. Đâu đấy là lệnh dưới đổi tên khác. À Thì em đang có à lệnh đúng này rồi em nhìn xuyên sang lệnh vâng vâng kia. vâng Cái lệnh dưới là lệnh đổi tên khác. Tất nhiên có một cách khác là chúng ta tạo khi mà có cái cột gốc ở đây rồi thì chúng ta có thể bổ sung là chiều cao cân nặng giới tính quê quán tuổi, nhưng mà cái này thì là không đạt yêu cầu ban đầu. Ban đầu nghĩa là người ta bảo là gì, tôi đang có sẵn một bảng tôi bổ sung thêm cột 4 và cột 5 đấy, thế còn cái này là coi như là xây dựng lại từ đầu, nó khác. Mặc dù đáp số nó giống nhau nhưng một cái là có sẵn một cái bảng rồi bổ sung thêm cột 4 và cột 5, còn cái này là tạo một bảng mới hoàn toàn gồm 5 cột. Tiếp theo là chúng ta có thể dùng cái hàm cbind để chúng ta ghép các cột với nhau cũng được. Cbind, C là viết tắt của chữ cột ấy. Cột tiếng Anh ấy. RBind thì nó sẽ xuất hiện ở chiều ngang. Rồi, tiếp tục. À, tiếp theo là chúng ta học về lưu dữ liệu. Bây giờ từ từ nhé, phải học cái này trước, đó là chọn lại thư mục làm việc nghe kỹ nhá. Một là làm bằng tay, làm là hơi mệt đấy. Thì cái lệnh chọn thư mục làm việc nó sẽ dùng lệnh set vkd xong là tên của nó. Nhưng mà gõ như này nó mệt lắm, nó dài nó khó nhớ lắm. Thì chúng ta làm như sau. Nhìn kỹ nhé. Chúng ta vào cái menu file ở bên phải dưới cùng bên phải, nhìn đi menu file chưa, rồi sau đó chúng ta nhìn cái dấu ba chấm như này, ba chấm cái này thì khi chúng ta đưa con chuột đấy nó có cái hiện ra cái dòng chữ là go to director thì nhấn vào đây. À, quên bảo chúng ta là thầy từ bé đến lớn được đào tạo bằng tiếng Nga cho nên thầy phát âm tiếng Anh nó không đúng đâu, nhưng nó cái đó không quan trọng, quan trọng là mình hiểu bài được là tốt. Bây giờ tiếng Anh bắn như gió nhưng mà đến lúc làm bài kiểm tra không làm được thì vứt. Ở đây ấy, chỉ quan tâm đến là việc nhớ lệnh và làm. Thì thầy giáo nói lại này, khi chúng ta muốn đặt lại thư mục làm việc, chúng ta sẽ nhấn vào menu File. Xong là có nút ba chấm này, chấm 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 này. Khi ta đưa con chuột đến nó sẽ hiện ra Go to Directory. Bắn vào đây. Rồi, sau đó chẳng hạn như là thầy dữ liệu của thầy đã đào về thầy để ở ổ C thư mục bộ môn toán,
xác suất thống kê rồi, đây. Xong là dữ liệu thực hành. Xong là nhấn nút Open. Thì cái chỗ này nó sẽ chạy ra là toàn bộ những cái file nằm trong nó sẽ hiện ra trước mặt chúng ta nhìn thấy tên. Nhưng thực ra bây giờ đấy là nhìn thấy thôi chứ nó chưa đặt thành file làm việc đâu, gọi nó vẫn là cái cũ. Thế thì phải làm tiếp là ấn vào nút More. More. Xong là chúng ta nhấn vào cái nút Set as Working Directory. Đấy, tức là từ đây trở đi thì bắt đầu cái thư mục làm việc nó mới là cái thư mục mà chứa dữ liệu chúng ta. Hôm nào mà chúng ta đi thi, ta đào về ở chỗ nào thì ta vào đấy để ta lấy, hiểu không? Đào về ổ C cứ đi sang ổ D mà tìm thì không mà tìm sang mai. Thế bây giờ mình có thể kiểm tra lại cái thư mục đấy bằng cách bây giờ gõ lại chữ ghép VKD xem nó có giống như trên. Ghép VKD. Mở đóng ngoặc Enter. Nó xuất hiện kết quả giống như ở trên này. Vừa nãy thì nó khác. Lúc đầu quên không bỏ cái lúc đầu. Lúc đầu nó khác đúng không? Đấy, cái này là bắt buộc phải làm nhá. Chọn lại thư mục làm việc. Đấy là một thao tác. Tiếp tục này. À, bây giờ chúng ta muốn lưu lại cái bản một cái data frame thì chúng ta lưu lại đuôi RDA. Data frame, cái cách thứ nhất là để lưu lại đuôi RDA là dùng lệnh save. Save. Save là lưu trữ mà, chúng ta biết rồi đúng không? À, gõ chữ save. Xong cái data frame của vừa mình đặt tên là gì thì mình gõ nó vào, ví dụ bảng 1 chẳng hạn. Bảng 1. Rồi, xong là file bằng. Xong là nháy kép. Ví dụ mình đặt tên là gì? Ở cái bài vừa nãy mình đặt gọi là tên là cái gì? Chiều cao cân nặng thì nó gọi là thông số chẳng hạn. Thì mình sẽ đặt là thông số BMI ạ. Đúng rồi, muốn đặt tên là cái gì thì đặt. Chấm RDA, muốn đặt tên là cái gì thì đặt. Là Enter. Thì sau đó chúng ta nhìn sang bên phải. Quên nó đặt cái vần gì cho nó làm đến trên cùng. Có thể lúc đầu nó cho tấy tống xuống dưới cùng. Đấy, nhìn thấy chưa? Dưới cùng nhìn thấy chưa? Đấy, đấy là cái cách thứ nhất chúng ta lưu vào đuôi RDA. Nếu mà một cái data frame nó còn có thể lưu được vào dưới dạng đuôi CSV. CSV thì dùng lệnh sau đây. Lệnh write. WRI đây. Cái lệnh này thì siêu dễ nhớ. Write này, chấm này. CSV này. Đấy. Bảng 1 này. Thế em lệnh set bị lỗi thế ạ? Bảng bị lỗi hả? Có thể do em đặt tên chưa chuẩn. Hoặc là cái file cái đằng trước của em gõ tên của nó chưa đúng. Ví dụ nó bảng 1 là chữ B của em là viết thường, bây giờ em là gõ chữ B hoa là báo lỗi. Không, em ghi bảng 1 chữ thường mà. Nhưng vẫn không được á? Thế đằng sau file của em có ghi là file bằng không? Bằng. File bằng này, trong nháy kép này, thông số này. À cái tên này mình đặt là gì được? Phải viết liền nhé. Vâng. Chấm RDA. Được chưa? Vẫn lỗi. Vẫn lỗi à? Hay là không phải bảng 1 thì nhỉ? Vừa em đặt tên là gì thì em gọi đấy ra chứ. Vừa em đặt là bảng 2 thì bây giờ em gọi nó sao được? Nó có báo là cái gì? Nó báo là không tìm bảng thấy bảng không được. Thế em đã nhập chưa? Em nhập rồi ạ. À? Bảng 1, bảng 2 nhập rồi gì? Vâng. Chụp bên xem nào, chụp và gửi xem nào. Để thầy xem cái lệnh nó bị sai ở đâu. Vâng, để em chụp. Làm cái này sai là bình thường. Đi thi không được sai à. Thế có liên quan gì đến cái phần mà mình lưu file không ạ? Cái gì cơ? Thi á? Có liên quan gì đến phần mình lưu file không ạ? Có chứ, người ta có thể hỏi là cái lệnh nào là lệnh lưu file. File này, file đuôi RDA, lệnh file lưu bằng lệnh gì? Mà CSV lưu bằng lệnh gì? Em gửi trên nhóm rồi ạ. Xem nào. Chưa nhìn thấy gì cả. Úi dồi, gì đây? Đấy ạ. À.
xếp bảng 1 file bằng thông số DMI RDA. Nó báo là file bằng không thể mở file WP, bạn không mở file đấy nhưng bạn không đưa vào được đâu. À, tức là ừ đúng rồi, đúng rồi, cái bảng 1 em đang mở đúng không? Bảng 1 ạ? Ừ, bảng 1, bảng 2 em đang mở đúng không? Vâng ạ. Thế em phải đóng nó vào thì em mới lưu được. Đóng khi nào? Đóng khi nào? Tại sao lại cái câu lệnh ở trên thì em vẫn đi ra. Bạn xem màn hình lên cho thầy dễ chỉ nó. Đúng rồi, xem màn hình mới dễ. Như này là thiếu thiếu không biết là ở trước em làm những cái gì. Em xem màn hình đi. Vâng lệ. Mọi người nhìn được chưa? Chưa. Chờ tí. Được rồi. Nhìn thấy rồi, xem nào. Làm nào để cho nó to ra tí nữa nhỉ? Bép. Các đường cong lên cho to. Để ở dưới đi để còn nhìn, bạn để ở dưới còn nhìn cái thằng đỏ nữa. Xem nào. Xét nhạc cấp D này. À, có thể như này nhé em nhé. Tức là em lưu vào cái thư mục đấy, mà cái thư mục đấy là cấm cho ghi. Em chọn lại, đây là lưu lại. Em cho ra thầy ra thư mục khác, cho ra thầy ra thư mục khác, đúng rồi. 90% là do em chọn thư mục. Em cho sang ở đây đi cho nó dễ. Có thể cái thư mục đấy nó không cho ghi vào. Không open thôi đúng không ạ? Rồi rồi. Open open đúng không ạ? Có. Nó chọn đâu lấy lùi đấy, nó tự tạo một cái file mới, chọn một cái file khác đi. Lưu file à? Tạo một cái file mới, đó lưu folder liền, có lưu folder. Không cần, em ấn nút open được không? Open thì nó lưu luôn ở trên đấy, nó không thành file đâu. Không cần vào thư mục làm gì cả, cứ làm luôn cho nhanh. Open đi, open. Eo gõ thì thế. Ok. Rồi, open đấy. Open luôn. Xong rồi vào nút more. Rồi, đấy. Nào, bây giờ em gõ lại. Xong rồi. Enter. Bảng 1, bảng 2 cũng được. Được. Enter. Thấy chưa? Được rồi. Thầy đoán đúng lỗi chưa? Tức là cái em chọn vào cái thư mục đấy nó cấm ghi. À, vâng. Cái thư mục nó cấm cho ghi mà. Nhá. Cuối cùng thì mới đoán được ra. Thư mục cấm ghi. Ghi là cái ghi đây bạn ấy không cho mở, mà nên là cái đấy nó không mở ra để ghi được. Ờ, đúng rồi. Tức là một số, nhưng mà ví dụ cái trong cái thư mục đấy là cái gì? Cái gì file program đúng không? Cái gì? Phải cài đặt. Đấy, phải cài đặt là mình, đặt, nó không, mình không được lưu ở đấy. Cái... Chuẩn xác, mình không được lưu ở đấy. Tức là nó có những cái thư mục không thể được lưu vào. Rồi, như vậy là cái sự cố chúng ta đã khắc phục xong, rất đơn giản. Được chưa? Như vậy chúng ta học được hai cách lưu, một là cách lưu đuôi RDA và cách thứ hai là CSV, chạy thử CSV chạy chưa? CSV. Đấy, RDA này thì nó chỉ chạy ở trên R thôi. Nhưng mà đuôi CSV thì chúng ta mở một cái shell nó cũng được. Thấy ạ? Cái đuôi CSV ấy, là mở một cái shell vẫn thoải mái. Thế là mới hay. Đấy là lý do tại sao mà khi cần mình nhập một dữ liệu, thầy cứ nhập vào R xong rồi thầy sang phần mềm SPSS thì lại chạy bình thường. À, bây giờ thì chúng ta sẽ có một số cái cách đọc dữ liệu từ file có sẵn. Đấy là cái phần mà thầy giáo nói từ đầu giờ. Chúng ta chú ý nhé, không là chúng ta bị nhầm. Cái này thì nó sẽ có những cái đuôi như sau. À, nó sẽ có đuôi là RDA này. Một số cái đuôi. Đuôi là RDA.
thì chúng ta sẽ dùng lệnh load đuôi CSV, thì chúng ta sẽ dùng lệnh read.csv đuôi txt, thì chúng ta sẽ dùng lệnh read.table. Thế còn đuôi xls hoặc là xlsx tức là của Excel ấy, thì chúng ta sẽ từ cái file Excel chúng ta sẽ lưu lại đuôi là CSV. Và chúng ta phải lưu cái chữ nó có CSV, xong là phải lưu có cái chỗ nó có đuôi là msdot. Là chốc có thể thử cho. Bây giờ chúng ta lần lượt ba cái trên cùng nhé. Bây giờ đọc đuôi DDA chẳng hạn. Chúng ta quan sát nào. Đây. Thầy ví dụ thầy lấy cái đuôi nó có đuôi DDA ở trên cùng nó dễ nhìn. Đây, bài tập 6.DDA đúng không? Thì thầy giáo sẽ gõ. Ví dụ thầy đặt tên nó là ví dụ 1 bằng load cho vào trong này. Không biết có nháy kép không? Tên file. Bài tập cứ chạy thử tí thiếu thì lại bổ sung. Bài tập 6 hình như là thiếu, anh em phải có nháy kép RDA. Nếu qua lỗi thì ta lại mở ra nó gì? Đấy, ta lại thêm. Nếu nó báo lỗi thì chúng ta xử lý đơn giản trong nháy kép em nhé. Vậy bắt buộc phải nháy kép. Enter. Đấy là mở được rồi đấy. Như này là mở được rồi này. Mở được rồi thì chúng ta gõ chữ ví dụ mới, ví dụ 1. Enter. Thì như vậy là trong này nó có cái chữ DL. Thì chúng ta gõ chữ DL. Thì nó mới ra một loạt như này. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ hòa cái DL này vào hệ thống bằng cái lệnh attach. Một số giáo viên bây giờ đang bảo là không cần, thực ra là học cái này, cây nào rào cô đấy nhá. Bây giờ nó có thể có những cái mới nhưng mà chúng ta cũng chưa cần thiết, nó có những cái lệnh kia nó không cần dùng attach, không vấn đề gì cả. Đấy là cái kỹ thuật người sử dụng. Như vậy là nó, chúng ta thấy nó báo ở đây là có cái dòng này là cái này đã có rồi, vậy chúng ta phải xóa nó đi bằng cái lệnh rm. Vừa thấy dạy rồi mà. Thế thì bây giờ thì nó mới được. Bây giờ gõ chữ tuổi thì cái tuổi cũ. Đấy đúng rồi. Thế là được nhá. Như vậy hòa vào hệ thống. Lệnh của nó là gì? Attach ATT ACH. Hòa vào hệ thống. Hòa vào hệ thống thì sau đó chúng ta rất là đơn giản. Bây giờ theo gõ lệnh gỡ khỏi hệ thống. Detect. DE. Bây giờ mà gọi chữ tuổi nó không ra đâu. Không tìm thấy. Đúng chưa nào? Gọi làm gì quá mà ra. Bây giờ lại phải hòa vào hệ thống. Này. Đây này. Hòa vào hệ thống này. Chuẩn chưa? Bây giờ gọi chữ tuổi nó sẽ ra. Rồi. Thế tiếp tục chúng ta muốn biết cái tiêu đề tên của cái này là gì thì chúng ta sẽ gõ chữ name. À, hóa ra là nó gồm tên biến là những cái lệnh name ấy, nó bao gồm, nó có mục đích là nó hỏi xem là cái data frame đã cho, DL đã cho gồm các cột có tên biến là gì. Giới thức, giới tính này, lớp này, tuổi này, nơi ở này, học lực này, thể thao này, hình thức này. Đấy. Hay là chúng ta muốn biết 5 cái đầu chẳng hạn. Thì là lệnh đầu ấy là hit đúng không? Đấy. D là 7.5. Tôi muốn biết 5 cái người đầu tiên trong cái danh sách. 5. Enter một phát. Đấy. Được chưa? Hay mình muốn biết cái người thứ 5. Thì người thứ 5 như vậy là
tức là nó ở dòng 5 đúng không ạ? Dòng 5. Dòng 5 thì như vậy chúng ta phải gõ DL 5 phẩy, trước là dòng sau là cột mà. Và như vậy là người thứ 5 ở đây là gì? Giới tính là nữ, lớp 5, 10 tuổi, ở ngoại ô, học lực xếp loại số 4, thể thao 5 à 2. Hình thức 1. Đấy là người thứ 5 nhé. Chúng ta muốn biết cái cột. Cột số 1 2 3 4, cột 4 chẳng hạn thì chúng ta sẽ gõ là DL 7 4. À, như vậy cột số 4 chính là cái cột, cột số 4 chính là cái cột nơi ở đúng không? Rồi. Biết dòng, biết cột, biết vị trí giao, vân vân. Tiếp tục. Đây là một số thao tác đối với cái file đuôi là RDA. Bây giờ phải gỡ khỏi hệ thống này. Thầy ơi, chị đi nhìn nào. DE. DE nhá em nhá. Đây này. Thầy hay quen cái phong cách đọc của tiếng Nga là cái chữ E đó, khi đứng đầu câu nó đọc thành chữ Y. Chết giả. Enter một phát. Bây giờ có gọi nó không ra nó đâu. Báo lỗi. Ôi nó vẫn chạy à. À quên, mình gọi đủ. Gọi tuổi cơ thì nó không ra. Cái này nó mới không ra này. Được chưa nào? Gỡ khỏi hệ thống. Xong. Đây là đuôi RDA nhá. Bây giờ chúng ta lấy đuôi CSV này. Nhìn này. Đuôi CSV đây là ví dụ 2. Thì chúng ta, thầy giáo vừa ghi cho chúng ta ghi lệnh gì nhỉ? Ai nhớ được? Read.csv đúng rồi, giỏi lắm. Tên của nó trong nháy kép. Bài tập 104 nhỉ? 1.4 CSV phải HEAD tức là tiêu đề bằng chu, tức là cái dòng trên cùng của nó bao giờ nó cũng là có tiêu đề mà. Chu enter. Rồi bây giờ chúng ta có thể xem cái tên của biến nó là gì bằng cách là dùng lệnh gì name. Name. Ví dụ 2. Em xin nghỉ sớm tại em kiểm tra tiếng Anh. Vâng, vâng. Vâng, chúc thi tốt nhé. Vâng, vâng, em cảm ơn. Sao kiểm tra sớm ấy? Bây giờ tuần mấy rồi đã kiểm tra rồi? Không, em kiểm tra ở trung tâm. À, rồi, thế là rồi. Đấy, như vậy chúng ta các lệnh tiếp theo nó tương tự như trên. Hòa vào hệ thống thì cũng là ATEX. Mà ATEX mà gỡ khỏi hệ thống là DTEX, DTEX. Được chưa? Tất cả các lệnh khác tương tự. Thế đối với cái file mà có đuôi là TXT. TXT xem bài nào có đuôi TXT nào. Đây bài tập 133 này. Ví dụ 3. À, đuôi TXT đọc bằng cái lệnh gì? Read table. À vâng, read table đúng rồi. Cái này các em phải nhớ nhé, không đến lúc người ta hỏi ấy, không làm được. Chấm TA read table tên file ở đây. Ví dụ bài tập 134 hả? 133 cũng được. Bài tập 133. Rồi, tiêu đề cũng bằng chu. Cái này quên thì có lần nó sẽ tính cái thằng đầu tiên, cái dòng đầu tiên nó sẽ tính thành một phần tử. Nếu có 150 thì nó sẽ thành 151 người, hiểu chưa? Thế cho nên là phải ghi rõ cái cột hết đều bằng chu là như thế. Rồi, tiếp theo đó là tất cả những thao tác nó giống như ở phần trên. Thì bây giờ còn đuôi XLS thì làm thế nào? XLS thì chúng ta sẽ mở bằng Excel. Lấy ví dụ lại bà cứ nói trừu tượng không xls 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 đây chẳng hạn, ví dụ như là bê tông xls để chúng ta mở bằng Excel nháy bình thường ở máy mình, đa phần máy nào cũng có xls đúng không? Đấy. Rồi chúng ta mở ra
nhìn thấy giao lưu nào mà chúng ta bắt chiếc luôn nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào cái menu file, chúng ta nhấn vào save as, xong là chúng ta sẽ nhấn vào cái nút tam giác này, đi xuống này. Đấy, chúng ta nhìn cái CSV nó có nhiều lắm. Một này, CSV UTF-8 này, CSV comma delimit này, à, CSV Macticode, à cái gì, Maxintot này, CSV MS-Node thì các em chọn cho thầy CSV MS-Node nhé. Tại sao phải chọn cái này? Tại vì là trong quá trình lưu vẫn là CSV khác thì có thể cái tên biến nó sẽ thêm mấy cái dấu chấm đằng trước. Ví dụ tên đang là tuổi, bây giờ vẫn nó lại đều cái nó thêm vài dấu chấm đằng trước, thì lúc mình gọi tuổi nó không ra nữa, tại vì lúc này tên nó đổi mất rồi, nó không phải là tuổi mà là chấm chấm tuổi. Em hiểu ý theo nó nhỉ? Cho nên là để an toàn thì chúng ta sẽ lưu vào cái đuôi mà CSV nhưng là của CSV mở ngoặc MS-Node. Đã có năm thầy lưu thầy quên mất, thầy không để ý, thế là nó thấy thêm ba dấu chấm đằng trước. Cái thí sinh quên không được dạy, không biết mở thế nào cả. Thế lại thầy lại phải đi từng phòng thi, thầy hướng dẫn một đoạn đấy. Đấy là lỗi một phần do thầy quên không dạy. Thế thì tốt hết là chúng ta sẽ lưu là cái đuôi là CSV MS-Node nha. À, lưu vào. Ở đây thì của thầy có trong máy rồi thì nó sẽ báo như này. Còn nếu của em không có thì nó sẽ lưu vào. Thế sau khi lưu xong rồi thì lại làm giống như ở trên, bởi vì nó đuôi CSV mà, đúng chưa nào? Đấy. Như vậy là ngày hôm nay là chúng ta đã học được một số cái thao tác như thế. Trong buổi sau thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một bài số bài khác và bài tập bằng sách giáo khoa. Các em thân mến, như vậy là bài học ngày hôm nay chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Các em thường xuyên để ý ở trên link mà có bài kiểm tra online đấy, chúng ta phải làm thì chúng ta mới được điểm chuyên cần của lý thuyết. Điểm bài tập thì khoảng tuần 4, tuần 5 là sẽ có bài kiểm tra online, còn thầy thì chắc tuần 3 thầy cho một bài kiểm tra riêng nhá. Buổi học ở đây là kết thúc nhá, chào các em nhá.